Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô dây điện Nhật các bác nhá, và rất nhiều mã hàng khác nữa. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái hàng dây điện của Nhật nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là dây vàng và một mẫu là dây xanh. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Cái mẫu dây vàng này thì chiều dài của nó là từ 20 đến 30 mét nhá, từ 20 đến 30 mét, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét, có lô thì 25 mét và có lô thì 30 mét. Nhưng mà thấp nhất thì cũng phải được từ 20 đến 25 mét các nhá. Đấy, và đây. Ổ cắm của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Và đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc nhá, ổ đúc chống va đập này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Đấy, made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 thôi. Và có đèn báo các bác này, có đèn báo, dây này của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng, giá thì sẽ là 190k. Đó. Lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng này, giá của nó sẽ là 190k. Và chiều dài thì từ 25 đến 30 mét nhá, giá sẽ là 190.000. Lõi của nó thì sẽ là khoảng 1.5. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là combo là 5 mét này, 10 mét và 30 mét nhá. 5 mét, 10 mét và 30 mét. Dây này của nó thì nó cũng là dòng dây ổ đúc có đèn báo này, dây ổ đúc có đèn báo. Và dây thì nó sẽ là dây của Nhật đây. Đấy. Thứ nhất là Japan này, nó Japan này, CU này là bằng đồng này. Công suất là từ 300 đến 500 V này. FA 2.5, tức là dây 2.5 nhá. Đây. Đấy, dây 2.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác theo combo. Đấy, dòng này thì nó cũng là dòng ổ đúc nhá, và nó sẽ có 3 chân cắm như này. Kết nối của nó thì khá là tốt luôn. Đó, khá là tốt luôn các bác, rất là chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá như sau. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là theo theo mét nhá. Đấy. Thì dây 5 mét của nó này, 5 mét thì sẽ là 220k và bao ship này. 10 mét thì sẽ là 330.000 này, 330k nhá. Và 30 mét thì sẽ là 650.000. 650k. Đấy, nó sẽ đắt gấp 3 lần cái dây thường kia, cho nên là các bác tiền nào của đấy thôi, các bác cứ lựa chọn cho nó hợp lý nhá. Dây thì cũng rất là mềm luôn, dây của nó dây siêu mềm như này. Con này thì các bác có thể dùng để hàn xì, để chiến công trình, rồi nói chung là làm đa di năng được hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây dây xanh nhá, dây xanh và dây vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là túi du lịch à. Lên cho em là túi du lịch nhá, bỏ anh cả cái túi ra cái ra đây luôn. Đấy. Lên cho em là túi du lịch nhá, có quai đeo quai sách như này. Đấy. Giá thì bên shop bán theo một cái túi như này, giá của nó sẽ là 100 con này bao nhiêu nhỉ? Con này. Hai cái bằng nhau à? Các bác lên cho em là túi du lịch nhá. Đấy, túi du lịch vải này. Con này thì nó sẽ là bằng vải chống nước, cho nên là lên cho em là túi du lịch vải. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con túi du lịch vải như này. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 45, chiều rộng là 25 nhá. Dài 45, rộng 25 và cao 25. Đó. Lên cho em là túi du lịch vải này. Đấy. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là con này là túi hay ba lô nhỉ? Ba lô du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch nhá. Đấy. Ba lô du lịch này, ba lô du lịch, giá của nó. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch. Giá của nó sẽ là 100 đang bán 130 về cho bác, giá còn 120.000 nhá. 120k cho con ba lô du lịch vải như này. Đấy, chất liệu của nó bằng vải chống nước nhá. Bằng vải chống nước. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ nhỏ này. Đấy, một cái ngăn phụ nhỡ này. Đó. Tiếp theo là sẽ có hai ngăn bên hông. Và cái một ngăn hông này thì các bác có thể dùng để mình bỏ đôi giày, đôi dép vào đây. Đấy, rất là tiện này. Và cái ngăn này thì để các bác treo vào ba lô này. Và ngăn nhỏ này thì các bác để các thứ linh tinh này. Đấy. Và rất hợp lý cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên cho em là túi du lịch vải nhá. Túi du lịch vải, giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái
ba lô du lịch bằng bằng da như này các bác nhé. Đấy thì các bác lên cho em là ba lô du lịch bằng da nhá. Đấy, nó sẽ là bằng da như này. Kích thước của nó thì nó cũng như con kia thôi. Đó, như con kia thôi. Và chiều chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 40, chiều ngang thì 20-25 nhá. Đó, và nó cũng là một con túi như này. Con này thì nó gọn nhẹ hơn và cũng có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Con này thì chất liệu của nó bằng da nhá, chất liệu của nó bằng da đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho một con túi như này. Rất đẹp, rất lịch sự, các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi công tác, đi chơi, đi học hành đều mang đi được hết. Nó rất là đẹp và lịch sự các bác nhá. Con này thì cái thiết kế của nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với con kia. Đấy, nó chủ yếu là dòng có 1 ngăn thôi. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là ba lô du lịch da nhé. Đấy, một con là bằng vải, một con là bằng da. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Con này thì sẽ là 130.000. Đó. Đấy, lên cho em là ba lô da nhé. Ba lô da, giá sẽ là 130.000. Đó. Ba lô da này. Đó. Ba lô da, giá của nó sẽ là 130.000 nhé. 130.000. Con bằng da này là 130.000. Còn con bằng vải này thì giá của nó sẽ là 120.000 luôn nhé. Con bằng vải này sẽ là 120.000, con bằng da này là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất đẹp, đó là cái ly bằng đồng nhá. Đấy, cái ly bằng đồng như này, một cái ly nhỏ bằng đồng này các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này. Đó, để trên ban thờ hoặc là dùng để mình cúng dỗ thì mình rót rượu này, rồi nói chung là dùng để làm ly uống rượu cũng được. Nó rất là nhỏ gọn xinh xắn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy, một cái con ba lô rất là đẹp như này. À, một cái con ly đồng như này. Đấy, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, lên cho em là ly đồng. Đấy, ly đồng rất là đẹp. Con này thì nó không có to và cũng không có dày đâu nhá. Nó vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi các bác nhá. Giá thì đấy các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, nghe cái tiếng kêu của nó đã thấy thích rồi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi nhá. Chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Đấy, nó rất là nhỏ thôi. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm. Và cái bản miệng của nó thì chiều rộng của nó khoảng là 2 cm nhá. Đấy, chiều cao thì khoảng 5-6 cm. Và bản miệng rộng khoảng 2 cm. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Các bác có thể dùng để mình tiếp khách uống rượu bằng cái ly nhỏ này cũng rất là tiện này. Hoặc để dùng để trang trí là ban thờ này, ban thần tài này. Dùng để cúng lễ này. Đấy, rất là đẹp. Nó màu bằng vàng như này. Đấy, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp như này thôi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc ly đồng như này nhá. Hàng này thì nhỏ nhắn xinh xắn thôi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, ly đồng giá của nó sẽ là 30.000. Đó, lên cho em là ly đồng này. Đấy, ly bằng đồng. Lên cho em là ly đồng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc. Đó, 30.000 trên chiếc ly đồng như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá. Kìm vàng, hàng thì nó sẽ là của Nhật và xuất Mỹ. Đây là một con kìm đa di năng rồi, con kìm đa năng dùng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm vàng đa năng. Ở đây thì nó sẽ có là tuốt dây bấm cốt rồi cắt dây xoắn dây, nó khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Hàng pro nhá. Đấy, pro các bác này, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ đây các bác này. Đấy, USA này. Đấy, USA đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 trong con kìm đa di năng như này thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng giá của nó sẽ là 130.000 cho con kìm vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Thì con này nó sẽ là cả củ cả dây luôn, cả củ cả dây như này nhá. Bao gồm cho các bác là một củ này, hàng thương hiệu iPhone này. Đó, chính hãng iPhone nhá. Đấy, và một cái dây như này, một cái dây như này để các bác chuyên cắm cho điện thoại iPhone. Thì lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ sản phẩm bao gồm là cả củ cả dây sạc như này. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đây, iPhone 14 Pro Max này. Đó, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn và giá chỉ có 60 cành thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái máy như này. Đấy, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, phím này, phím nguồn bật lên này. Đấy. Và sẽ có kèm với các bác là một cái cáp sạc và một cái bộ thẻ bao gồm cho các bác là
222 từ vựng. Tổng nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với đầy đủ các cái chủ đề khác nhau luôn các bác nhá. Đấy, ông bà bố mẹ này, đấy, rồi xe cộ, động vật, rồi nói chung là rất là nhiều phương tiện luôn. Đấy, đây, các bác thấy không? Đấy, xe cảnh sát các thứ này, đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này, đây, các bác cắm thẻ vào này. Đấy, tìm chưa các bác ơi, đấy, tuyệt tué luôn các bác nhá. Đó, đây. Xe cứu thương. Ambulance. Úi giời ơi. Đấy bác thấy chưa? Đó, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá, và cả hình ảnh minh họa luôn. Grandfather. Đấy, rất nhiều các cái chủ đề khác nhau nhá. Em gái. Nói chung là hình ảnh này, rồi âm thanh này, rồi là mô phỏng rất là chân thực nhá. Tổng của các bác khi nhận được hàng nó sẽ là 112 cái thẻ như này, tha hồ cho các cháu vui chơi thỏa thức sáng tạo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá, máy đọc thẻ. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Bao gồm cho các bác là 112 thẻ. 112 thẻ với các cái chủ đề và nội dung khác nhau. Bên anh ấy kéo với cái lọ thuốc này. Đấy, 112 thẻ với các cái nội dung và chủ đề khác nhau nhá. Đó, tổng là 224 từ vựng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá thì chỉ có cho các bác là 95k thôi, 95k cho con máy đọc thẻ như này. Con này các bác nên mua quá cho các em nó sử dụng, vừa là sử dụng thiết bị thông minh này, vừa là tiện ích, vừa là ok cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là Long Biên Hắc Lào nhá, Long Biên Hắc Lào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Bác nào bị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa bơi hết vào đây cho em. Đó, thì cái này nó sẽ là thuộc dạng típ nhá, và kem của nó là kem trắng, bôi vào thì rất là mát và sử dụng thì rất là ok. Đó, Long Biên Hắc Lào nấm ngứa các bác bơi hết vào đây cho em. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. Đặc trị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn các nhá. Đấy, Long Biên Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ Long Biên Hắc Lào nấm ngứa như này nhá. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn, mà bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó sẽ là hàng gia truyền của Nhật, cho nên là dùng cực kỳ là tốt, an toàn và rất là tốt luôn các nhá. Lành tính. Các bác lên cho em là Long Biên Hắc Lào này, đó. Long Biên Hắc Lào, giá sẽ là 25k một típ nhá. 25k cho một típ Long Biên Hắc Lào như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cành cam nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k cho một con kéo cành cam như này. Có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan cho bác luôn. Thép SK5 không gì. Chuyên dùng để cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Nói chung là nhà bác nào thì cũng có cây, có cành rồi. Đấy, thì về các bác dùng để cắt tỉa cây, cắt tỉa cành rất là ok. Giá thì rất hợp lý nha. Một cái con kéo cành, kéo cắt cành cam như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Mà cái giá thì cũng rất hợp lý nhá. Có kèm hẳn cho các bác một con lò xo luôn để các bác về các bác sử dụng. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Đấy, kéo cành này. Đấy, kéo cành cam nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một con kéo cành cam như này, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic karaoke nhá. Lên cho em là mic không dây nhá. Ngoài ra thì bên shop có hai loại mic dây. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng mic không dây. Về nhà các bác chỉ cần là bật cái nút nguồn này lên cho em này, bật nút nguồn này lên cho em này. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con nào thì hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Nó có âm lượng của mic này. Đấy. Alo, alo, 124. Đấy các bác nhá. Đấy, hết pin thì bác sạc pin vào cho em, con này gần hết pin rồi. Alo, alo, 124. Alo. Anh đưa em về thăm quê anh. Đó, thì về nhà các bác bật sạc pin vào cho em để các bác dùng để hát karaoke rất là ngon luôn. Đó, vừa là bắt Bluetooth nghe nhạc, vừa là hát karaoke nhá. Đấy, con này thì nó đang hết pin rồi các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là mic karaoke, mic không dây nhá, mic không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con mic không dây này thôi. Lên cho em là mic không dây này. Đó. Mic không dây, mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mic không dây như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái
thước laser nhá. Con này thì dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình lấy thăng bằng này, rồi cao thấp, rồi mình đo mực thước, thước rút, thước giếc đều được hết nhá. Đây nó sẽ có cho các bác một con thước rút dài 2,5 m này. Đấy, thước rút rất là ngon luôn nhá. Đấy, thước rút rất là ngon, dài 2,5 m này. Tiếp theo là đến một cái thước đo này. Đấy, một cái thước đo bên này. Bên này một cái thước đo 15 cm nữa này. Đấy. Và ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này. Và đặc biệt là con này nó sẽ có một cái dòng laser như này các bác này. Đấy. Thì các bác bật lên cho em. Đó, đây laser này các bác này. Đấy, em dọi vào tường cho các bác xem nhá. Đấy. Rất là rõ luôn các bác này. Đấy, tia của nó này rất là rõ nhá. Đó, và nó sẽ có hai loại, ba loại tia. Thứ nhất là lấy vuông này. Đấy. Đây là em đang lấy góc vuông các bác này. Đấy, đang lấy góc vuông đây. Đấy các bác chưa? Lấy góc vuông này. Đấy, tiếp theo thì lấy cạnh nằm ngang này. Lấy cạnh nằm ngang các bác này. Đấy. Gạt xuống thì lấy cạnh đứng này, và cho lên giữa này thì là sẽ là lấy vuông các bác nhá. Đấy, các bác cứ cho về giữa này thì nó sẽ là lấy vuông. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là cái đầu gạt ở đây các bác này. Đấy, cái đầu gạt đây các bác gạt lên gạt xuống ở đây nhá. Đấy, để mình điều chỉnh góc này. Rất là tiện cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho con thước laser này thôi, 90k. Rồi ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó. Dưới 200 cộng 30.000 tiền ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác nghe cho rõ để tránh cái việc là mặc cả có 20, 30, 80, 90 các bác cũng hỏi là có bao ship không. 40.000 các bác hỏi bao ship không, nó rất là mệt mỏi các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, lên cho em là cái hộp tam bằng đồng nhá, hộp tam đồng như này. Đó. Con này thì chính xác của nó là hợp kim mạ đồng. Giá thì sẽ là 95.000 cho một hộp tam đồng như này nhá, hộp tam đồng như này. Rất đẹp các bác luôn, về nhà các bác bỏ tam vào đây cho em. Đấy, và chỉ việc ấn này là tam nó sẽ nổi lên này, và các bác lại thả xuống này, rất là sạch sẽ, tiện ích và đẹp nhá. Vừa để co trang trí vừa là để mình sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là hộp tam đồng. Giá sẽ là 95k nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bao ship, dưới 200 cộng thêm 30.000 tiền ship nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là hộp tam đồng này. Hộp tam đồng nhá. Hộp tam đồng, giá của nó sẽ là 95k cho một chiếc nhá. 95.000 cho một chiếc như này. Đấy, rất nhỏ, nhỏ nhặn, xinh xắn, vừa xinh, rất hợp lý cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con hạc đồng nhá. Các bác lên cho em là hạc đồng. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con hạc như này này, một con hạc bằng đồng như này. Kích thước của nó thì chiều cao khoảng 10 cm và cái phần đế này rộng khoảng 5 cm nhá. Đấy, nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi, nhưng mà rất là đẹp, và chất liệu của nó là bằng đồng nhá, bằng đồng tự nhiên, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, thì các bác có thể về mình để trên ban thờ, và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái lư để các bác treo lên này. Đấy, nó sẽ có một cái lư như này. Đó, lư như này các bác có một cái lư đài sen như này, các bác treo vào cái miệng con hạc nó cho em đây. Treo vào đây cho em này. Đấy, combo của nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, combo của nó sẽ như này các bác này. Đấy, combo nó sẽ như này cho các bác này. Rất đẹp các bác thấy không? Đó. Thì các bác có thể để trên ban thờ này, hoặc là trang trí decor cũng rất là đẹp. Và bên em có bán kèm thêm cả cái hộp nhang như này nhá. Cái hộp nhang này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là nhang hạc nhá, nhang hạc. Đấy, giá của nó sẽ là 60.000 một hộp, và con hạc này thì cũng là 60.000. Đó, thì về nhà các bác chỉ cần là đốt cho em một một ấy như này thôi. Đấy, đốt cho em một buổi tối, hoặc là có cúng lễ. Đấy, hoặc là các bác thư thái thì các bác đốt cho em một một vòng như này, một vòng như này. Đấy, rất là ok. Đấy, thì giá rất hợp lý cho bác luôn, sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Thì các bác có thể về để mình sử dụng, rất là tiện ích nhá. Đó, 60.000 một hộp nhang như này thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là, các bác lên mã giúp cho em đó là, lên mã giúp cho em đó là nhang hạc nhá. Nhang hạc 60k này. Đó. Lên cho em là nhang hạc này. Đó. Nhang hạc giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái nhang hạc như này. Đấy, rất là thơm luôn. Và con này thì các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60.000. Đó. Thì các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng này. Đó. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con hạc đồng như này. Thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, các bác cho nhang vào đốt này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái thanh, một cái vòng nhang như này, các bác cho vào đây chưa? Đó. Rất là thư thái luôn các bác nhá. Đó, treo lên. Đấy, vừa đẹp, vừa thư thái, vừa trang nhã các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, thì mình có thể deco trang trí này, hoặc là sử dụng để mình thư thái, mình uống trà, rồi
thắp nhang trầm cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy thì cái nhang trầm này giúp cho các bác là tĩnh tâm, thư giãn rồi thoải mái cơ thể các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 60k cho một hộp nhang và 60k cho một con hạc như này thôi. Đấy, combo của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một con hạc như này nhá. Đấy, một con hạc như này và 60.000 cho một hộp nhang hạc như này, cho nhang hạc 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là con dao gọt gỗ nhá, lên cho em là dao gọt gỗ. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao gọt gỗ, con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Hàng của thương hiệu Asaka của Nhật đây, Asaka Japan, made in Japan các bạn. Hàng thì siêu bén luôn các bạn này. Đấy, siêu bén luôn các bác theo. Rất là bén luôn nhá. Đấy, một cái tờ giấy mùn 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 mỏng mèo như này mà tem dọc như này là các bác biết rồi. Đó. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ con này giá của nó sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp em là gọt gỗ. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bạn này, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy. Lên cho em là gọt gỗ, giá của nó sẽ là gọt gỗ này. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái gỗ nhá, thái gỗ. Hàng của thương hiệu Asaki này, đấy. Hàng thương hiệu Seki Japan này, đó, Seki Japan made in Japan như này. Đó. Dòng này của nó thì rất là đẹp luôn. Cán thì ốp gỗ vàng rất là đẹp này, đó. Và dao thì cầm rất là đầm chắc và sắc này các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất là bén luôn. Chất dao của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Thép của Nhật mà, hàng của thương hiệu Seki của Nhật là các bác biết rồi, rất là bén luôn. Đấy. Seki Japan các bác này, nó rất bén các bạn, bén lắm luôn. Các bác dùng thì cẩn thận khéo đứt tay nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Đấy, lên cho em là dao thái gỗ nhá. Đấy, dao thái gỗ giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, lên cho em là thái gỗ này. Đấy. Thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái gỗ nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao chặt gỗ này. Đấy, chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, con này thì rất là sắc luôn. Bản của nó khá là dày này, nặng đầm chắc các bác nhá. Đó. Hàng của thương hiệu Seki Japan các bác này. Đấy, Seki Japan, made in Japan nhá. Chữ này là chữ made in Japan nhá. Đó. Để em thử test dọc giấy cho bác xem. Đấy. Cũng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn các bác theo. Đây. Thì con này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000. Con này thì các bác dùng thoải mái chặt xương sâu, xương bò, chặt gà, chặt cá các bác này. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k. Đó. Và bác nào mua combo 3 con như này nhá. Combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho 3 con dao như này các bác này, và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy là con to này là 180, con bé này 80.000 là 260 rồi. Thì ngẫu nhiên là các bác được tặng thêm một con này, tặng thêm một con bé này và miễn ship hoàn toàn. Đấy, các bác mua combo thì rất là lợi thế luôn. Chỉ có 260.000 cho 3 con dao như này. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, Japan hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác 3 con dao như này mà giá chỉ có 260.000 thôi. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260.000. Đó. Chỉ có 260.000 mà các bác. Đấy, nhận về được tới là 3 con dao luôn, 3 con dao và rất dày dẫn chắc chắn. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao này. Bộ 3 dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260 cành, 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, 260.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì có phụ kiện các thứ, gioăng giếc các thứ đầy đủ luôn. Về nhà các bác để mình lắp đặt vào các cái vị trí như là chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này, thì nó đều là có gen xoáy hết nhá. Con này thì nó sẽ có hai dòng gen, một là gen trong, hai là gen ngoài, đều được hết. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, bằng inox cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai gen, một gen trong, một gen ngoài như này, thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, về nhà các bác xoáy vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòi bạc xoay 360 độ như này, giá sẽ là 80k. Đó, lên cho em là vòi bạc này, vòi bạc xoay 360 độ nhá. Xoay 360 độ, giá sẽ là 80 cành nhá. 80k cho một con vòi bạc xoay 360 độ này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Thì ở đây nó sẽ là một con vòi như này, các bác có thể lắp đặt vào và có thể điều chỉnh vòi hoa sen và vòi một vòi được hết luôn. Đó. Chỉ cần xoáy vào cho em như này là xong. Đó. Các bác có thể dùng để chức năng để mình rửa mặt, đánh răng đều ok hết nhá. Đấy, xả nước đi, lắp vào vòi chậu rửa này. Đấy. Thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó có thể xoay được để các bác rửa ráy, nó rất là tiện. Lắp vào cũng rất là gọn luôn. Đấy, xoay 360 độ và giá thì chỉ có 80 cành thôi.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá, lên cho em là vít xanh. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc vít như này, kèm cho các bác là một tay cầm và một cái một tay nối dài, một tay công và một tay nối dài. Bộ thì bao gồm cho các bác là 30 cây vít luôn, 30 cây vít to nhỏ lớn bé, lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào đầu này cho em này. Đấy, sau đó thì lắp cái này vào. Con này thì nó sẽ có cái nấc như này để các bác điều chỉnh dài ngắn được hết nhá. Đấy, điều chỉnh muốn cho dài thì cho mà cho ngắn thì cho, nó cũng rất là ok thôi. Rất hợp lý cho các bác nhá. Đấy, rất hợp lý như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó thì chỉ có 40k cho một cái hộp vít xanh này thôi. 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này, quá là nên mua luôn. Cái giá nó rất là hợp lý và cái tính năng ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy, 30 cây vít như này nhá, 30 đầu mũi vít như này. Đấy, 30 đầu mũi vít này to nhỏ lớn bé, ba khe lục giác mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, vít xanh giá sẽ là 40k. Đó, vít xanh này, 40k trên một em này. 40.000 trên một em vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái găng tay lao động, thì nó sẽ là màu đen, màu ghi và màu xanh như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ là bền đẹp chắc chắn và khi sử dụng thì nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm tay luôn đấy các bác này. Đấy, em đeo vào cho các bác xem này. Nó rất là ôm nhá. Và ưu điểm của con này ấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó lại có cho các bác một cái lớp hạt cao su như này để mình dùng làm đồ làm nghề này. Đấy, làm bếp làm giáp này hoặc là nhặt rau rồi làm thợ làm vườn đều ok hết nhá. Đấy, hoặc dọn dẹp nhà cửa cũng ok luôn. Và cái giá nó rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn, một con găng tay như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là bán theo combo nhá, bán theo combo. Đây, đấy em cầm, em có thể cầm bút viết thoải mái này, cầm bút viết thoải mái luôn. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá, găng tay lao động này. Đấy, các bác dùng để lao động dọn dẹp này. Giá của nó sẽ là găng tay lao động này. 5 đôi của nó thì sẽ là bằng 40k nhá. 5 đôi là bằng 40k. Còn 12 đôi thì sẽ là 70k. Đấy, tức là một vỉ này của nó này, một bịch này của nó là 12 đôi luôn. Bịch này 12 đôi là 24 chiếc và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho 12 đôi như này con này. Đấy, 70k cho 12 đôi như này. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là đắt hơn một chút. Mua lẻ thì giá của nó sẽ là năm đôi là 40.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Thì đây nó sẽ là một cái dòng vòi sen để các bác dùng để vừa tắm vừa kỳ cọt massage rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là sen cao su nhá. Con này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình tắm rửa kỳ cọt massage rất là tốt luôn. Và giá thì cũng rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này. Ở đây thì sẽ có đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm là đấy, bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen này, một đầu vòi sen như này. Đó, hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này, made in Japan nhá. Một đầu vòi sen như này các bác dùng để kỳ cọ này và có đầu để điều chỉnh các cái nấc nước này, rồi tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này luôn và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây, xoáy ra này. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và có cả lõi lọc than hoạt tính luôn, lõi lọc than hoạt tính nhá. Và con này thì các bác dùng nóng lạnh thoải mái. Có dây cho bác này, có dây cho các bác luôn nhá. Có dây cho bác và không có không kèm giá đỡ nhá, không có giá đỡ đâu. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 95k. Đây, lên cho em là sen cao su này. Sen cao su 95k cho một bộ sen cao su như này. Dây dài nhá, dây dài 1.5 đến 1.5 cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác này, nó sẽ là một cái đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Có thể điều chỉnh đóng ngắt trên tay nhá. Đấy, và điều chỉnh rất là nhiều chế độ. Và các bác có thể dùng để massage này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Massage các cái tay này, rồi các bác dùng để mình kỳ mình lau chùi luôn các bác nhá. Gọi là vệ sinh luôn. Vừa là để mình kỳ ghét này. Đấy, vừa là massage cho cơ thể này. Đấy, và có chế độ tăng 3 chế độ điều chỉnh nước các kiểu luôn. Đấy, rất là ngon lành. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Lên cho em là sen cao su, giá thì chỉ có 95.000 thôi. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy, chiếu mây điều hòa, chiếu mây điều hòa. Đấy, chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá.
Đó, chiếu mây nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. À, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là, chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác, giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây. Nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này,
60 nhân với 40 nhá, 60 nhân 40. Đấy, 60 nhân 40 khá là to luôn có nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 nhân 40 này. Đấy, một cái ga có nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên trên là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên trên là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên trên là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên trên là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên trên là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, rồi gửi lời chào đến quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop Phạm Huấn. Thì các bác cứ xem đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Còn các bác mua dưới 200.000 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nhá. Đấy, nó sẽ là cái quy định rồi. Đấy, thì đơn dưới 1 triệu thì không phải cọc. Còn các bác mua đơn trên 1 triệu thì vui lòng là cọc trước cho em. Đấy, còn nếu mà các bác không cọc thì em sẽ gửi cho các bác là dưới 1 triệu thôi. Để tránh cái việc là hàng gửi nhiều các bác không nhận thì nó mất công. Đấy, chứ còn bên em thì cũng không có khó khăn gì cả các bác nhá. Không có khó khăn gì cả. Thì bán hàng thì cũng là muốn phục vụ khách hàng tốt nhất thôi. Đấy, thì nhiều khách cũng nhìn lý do nọ lý do kia là bom hàng. Cho nên là bên em sẽ bán theo cái quy trình là như vậy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra không bị ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể điện thoại trực tiếp để được tư vấn cũng như là báo giá nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái máy rót rượu của nhá. Máy rót rượu thì con này dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng là đi đây. Nó sẽ là một con máy rót rượu như này các bác này, máy rót rượu tự động này. Đấy, đây. Qua quan sát máy rót rượu tự động nhá, máy rót rượu tự động. Đây, đấy, và con này thì cái dung tích của nó sẽ là khoảng là đi 700ml các bác nhá. Đấy, và đây thì nó sẽ như này các bác này. Đó. Thì đây các bác về thì các bác bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó các bác đặt cốc vào là nước nó sẽ chảy này. Đấy, và các bác tắt đi này. Rất là tiện ích luôn nhá. Và các bác có thể điều chỉnh để tăng giảm lượng nước cho em. Đó, đây, các bác đặt vào đây này. Đấy, nó chảy này. Và các bác muốn tăng nước lên một chút thì các bác lại vặn thì nước nó lại tăng lên. Đó, các bác theo. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Và con này thì cái tính ứng dụng thực tế của nó rất là cao nhá. Tính ứng dụng thực tế của nó rất là cao. Các bác chỉ cần đặt cốc vào là nó chảy nước thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ đây này em cho chảy ít thì em cho về nó chảy ít thì các bác này, đặt vào này. Đó, đây, các bác đặt cốc vào cho em. Đó, đấy thấy chưa? Đó. Là rót rượu là xong, rất là tiện ích các bác này, hai cốc bằng nhau chặn chặn luôn. Các bác tăng lên một chút thì lại rượu nó lại tăng lên này. Đấy bác thấy đấy, tăng lên thì rượu nó lại tăng lên. Đó, rất là ngon lành nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 270.000. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 bộ phận nhá, 3 bộ phận để các bác có thể sử dụng, nó cũng rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đây, nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện như này cho em. Đó, nguyên đai nguyên kiện này cho em. Sẽ bao gồm cho các bác là một đấy, cái lô này về thì nó sẽ có thêm cho các bác là cả một cái ca tặng kèm nữa, một cái ca múc tặng kèm. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, đây. Một thân máy, một đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một ô để các bác đựng rượu này và một ô để các bác đựng nước nhá. Hàng thì bằng inox cao cấp luôn. Đấy. Một cái ô nhựa như này, ô nhựa này các bác bỏ đá vào đây cho em này. Đấy, ô nhựa thì mình bỏ đá vào đây cho em nhá. Đó, các bác bỏ đá vào đây giúp cho em. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là một cái ô bằng inox như này. Cái ô bằng inox này thì để các bác đựng rượu vào đây nhá, đựng rượu vào đây cho em. Đó, đựng rượu vào đây này. Đấy, inox này, đường kính là 18 cm này. Tiếp theo là một cái thân máy này. Một thân máy thì về nhà các bác bật cho em cái công tắc này lên này, bật công tắc này lên. Đó, và các bác cắm cái đầu vòi này vào đây, cắm cái đầu vòi này vào đây nhá. Đấy, cắm cái đầu vòi này vào đây là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện các bác nhá.
nó rất tiện ích. Còn khi cắm sạc thì các bác cắm cái đầu trên này cho em đấy, và các bác có thể nhấm nút đỏ này để chạy này, hoặc là đặt cốc ở đây là nó sẽ tự chảy thôi, rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 270.000 cho một con máy rót rượu tự động như này thôi. Đó, lên cho em là máy rót rượu tự động nhá, giá của nó sẽ là 270 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác có thể nhận hàng kiểm tra thử đấy, khi các bác test thì các bác cho nước lọc vào cho em đấy, để khi mà em đổi chảo nó sẽ dễ. Đấy, nếu các bác cho rượu vào thì nó có mùi rượu thì như kiểu là đã sử dụng rồi thì nó sẽ khó đổi. Bên em sẽ lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động. Máy rót rượu tự động này. Đấy. Tự động giá của nó sẽ là 270k nhá. 270 cành cho con máy rót rượu tự động như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng. À xin các bác là nồi nồi lẩu mini nhá. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini. Đấy, thì con này nó sẽ là một cái nồi lẩu như này. Đấy, có kèm cho các bác là một cái khay hấp luôn. Kèm một khay hấp luôn. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cho một cái nồi như này. Đấy, 150k nhá. Con này thì nó sẽ có công tắc, các bác có thể bật công tắc ở đây. Bật công tắc ở đây có hai số này. Đấy, số 1, số 2 ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng để mình hấp bánh bao, là hấp xôi, hấp riếc đều được hết nhá. Không có thì mình dùng ăn lẩu trực tiếp thì mùa đông lạnh này. Nhà có 2 3 người mà ví dụ các bác ăn cá hoặc là ăn rau sống thì các bác cho trực tiếp vào đây cho em, cho nước sốt vào đây, nước dùng vào đây, cắm điện vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000 cho một cái nồi, một cái nồi ấy này thôi, một cái nồi nồi lẩu mini này thôi. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150k nhé, 150.000. Dung tích của nó thì đây, đấy em sẽ có cái thông số đây các bác. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu mini nhé, nồi lẩu mini. Giá của nó sẽ là 150k. Đó. Nồi lẩu mini này. Đấy. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150k. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Điện 220V 50Hz và công suất của nó sẽ là 600W nhá, 600W. Đó. 600W luôn, cũng rất là mạnh. Đấy. Và giá thì chỉ có 150.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái máy thái rau nhá. Máy thái rau thì đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích các bạn, để mình dùng để mình thái rau này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Một con máy như này. Các bác có thể dùng để mình thái rau cỏ cũng rất là ok thôi. Đấy, một con máy thái rau như này các bác này. Đấy, đây thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, có kèm thêm cho các bác là cái bộ lưỡi. Đấy, bộ lưỡi đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lấy cái lưỡi này ra này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là 6 lưỡi. 6 lưỡi luôn các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai lưỡi tròn này. Đấy. Tiếp theo là hai lưỡi thái lát này và hai lưỡi thái sợi này. Đấy, thì các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, về nhà các bác đẩy cái lõi này ra cho em, sau đó thì mình lắp cho em cái lưỡi này vào đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đó, lắp cái lưỡi này vào này. Sau đó thì mình cho vào cái ống này, cho vào cái ống này và mình lắp cái tay quay này vào. Đấy, lắp cái tay quay này vào thì khi mình quay này, khi mình quay thì cái hoa quả rau sẽ thái ở đây. Đấy, và em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn cái này để mình ấn cái hoa quả xuống nhá. Đó, có cái video thực tế thì các bác xem thì các bác sẽ hiểu rõ hơn. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi, giá siêu rẻ luôn. Và nó sử dụng bằng tay nhá, chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, gọi nó là máy thôi nhưng mà nó là sử dụng bằng tay. Thì lên cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Đó, máy thái rau này. Máy thái rau bằng tay giá sẽ là 80k nhá, không thể tin nổi luôn. Chỉ có 80.000 cho một con máy như này và cái tính ứng dụng và tính thử dụng thực tế rất là cao. Đoạn bào sợi, thái lát rau củ, xin giới thiệu máy thái rau của Đà Nẵng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đà Nẵng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Ở đây họ đang bán là 120.000 thì các bác này, 120.000 luôn. Đó, mà bên shop bán cho bác chỉ có 80k thôi các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, miếng dán thải độc chân. Thì một hộp của này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá, 50 miếng. Thì nó sẽ là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà thì các bác
bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, sau đó thì mình bóc cái gói thuốc này ra, mình dán lên các cái phần gan bàn chân của mình ấy, thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt, và giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đó. Dán thải độc chân này. Thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp như này. 40k trong hộp miếng dán thải độc chân như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mà hay bị tê bì chân tay, bóc ra sau đó dán vào cho em như này. Thì xem hết video này nha. Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều nên chân của mình máu khó lưu thông, dẫn đến tình trạng tê bì và nhức mỏi, thường xuyên mất ngủ, da rẻ sạm khô. Từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, mình đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu từ than tre và ngải cứu an toàn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần bóc miếng keo ra và dán vào miếng thải độc, rồi dán vào chân thôi ạ. Cứ thế và để qua đêm. Đây là chân của mình đang bị tê bì và chân của em gái mình không bị tê bì nha. Sau một đêm thì các bạn thấy chân của mình độc tố thải ra sẽ có màu đen hơn chân người không bị tê bì. Ngoài ra, miếng dán còn giúp cải thiện các tình trạng lạnh lòng bàn chân, hôi chân, cải thiện chứng đau kinh hoặc đau các cơ khớp. Khi độc tố được thải ra thì các bạn sẽ thấy cơ thể sảng khoái, khỏe khoắn hơn. Tê bì chân tay không còn là nỗi lo. Các bác quan tâm tới sản phẩm thì bấm vào góc trái màn hình em tư vấn nhé. Đấy, rất là ngon lành luôn, chỉ có 40.000 thôi mà giảm đau, giảm nhức thì các bác nên mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Đấy, bảng tô thì bên em còn gọi là bảng tô hay là bảng tự xóa. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái bút như này. Một cái bút này các bác này. Đấy. Kèm thêm cho các bác là một cái bút như này. Đấy, và về nhà thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau này, các bác bật cái khóa này lên cho em này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đó, đây, xóa này. Đấy. Viết tô vẽ thoải mái nhá, sau đó thì mình xóa này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Và giá thì sẽ là 50k cho một cái bảng tô như này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá, bảng tô giá sẽ là 50k một chiếc. Các bác có thể mua để làm quà cho các em nhỏ nhà mình cũng rất là ok. Cái giá nó rất là hợp lý thôi, chỉ có 50.000 trong con bảng tô như này thôi, để cho các em nó sử dụng. Và cũng là một cái dòng thiết bị thông minh nhưng mà nó lại là vui chơi an toàn, tránh xa được điện thoại máy tính bảng. Lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô giá của nó sẽ là 50k, 50k trong con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhé. Đấy, chổi lau bàn bếp thì đây nó sẽ là một con chổi như này các bác này, một con chổi như này, kèm thêm cho các bác là một cái miếng mút. Đấy, một cái miếng mút sẵn kèm rồi. Đấy, về nhà thì lắp đặt rất là đơn giản thôi, các bác bóc cái giấy bóng ra cho em này. Đó, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này lên. Đó, và đây nó sẽ có cái lẫy gạt thì các bác đẩy vào cho em này. Đấy, có cái lẫy như này, có bốn cái lẫy thì các bác cứ đẩy vào cho em, đặt vào đúng lẫy sau đó thì mình đẩy vào. Đấy, cái này bên này thế này, đặt vào đúng lẫy sau đó thì mình đẩy vào cho em là xong. Đó, đẩy vào. Đó, thì nó sẽ dùng để các bác, để mình đấy, các bác đặt vào đây sau đẩy vào cho em này. Đó, thì khi mà các bác sử dụng thì mình lại kéo vào này cho em này. Đấy, kéo vào như này. Đó, kéo vào như này thì mình đẩy ra, mình lau chùi mình đẩy ra. Và con này nó có thể xoay được các bác nhá, có thể xoay được để các bác sử dụng, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Một cái con chổi lau bàn bếp như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40.000 thôi nhá. Đấy, lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp này, lau bàn bếp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái chổi lau bàn bếp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Vừa đẹp, tiện lợi lại còn hiện đại nữa. Lau dọn nhà chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bạn có thể lau bàn này, hay là lau bếp đầy dầu mỡ. Bạn có thể lau kính này, lau tủ này, không trực tiếp tiếp xúc vào vết bẩn, hóa chất nên không lo gây hại cho da tay. Tất cả nhờ vào đầu lau này được làm bằng bọt biển siêu thấm hút. Với thiết kế các rãnh nhỏ như thế này giúp giữ lại dị vật nhỏ. Khi mà sử dụng xong thì mọi người rút nước đi. Đấy, chỉ bằng một cái ngón tay giúp tối ưu công suất khi làm việc nhà. Một cây lau bếp mini vừa thông minh vừa tiện lợi mà giá lại còn rẻ, chỉ có mấy chục nghìn đồng thôi. Em để link ở bên dưới, chị em nào cần nhấn vào mua ngay không lại tiếc. Đây các bạn nhá. Đấy, đây họ bán là 79.000 các bạn, 79.000. Bên em bán chỉ có 40.000 các bạn nhá. Đó rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Siêu tốt cho các bác luôn các nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó.
bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhé, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là Con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì
dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vuông hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello chào anh em và các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Điện hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng vui lòng cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện các bác này, băng dính điện. Hàng thì nó sẽ là hàng về theo lô như này nhá, hàng về theo lô như này. Đấy, đủ màu, đủ mẫu, đủ loại cho bác luôn. Màu sắc thì chủ yếu nó vẫn là màu ghi và màu đen nhá, là hai cái màu chủ đạo các bác. Băng dính của bên em thì nó sẽ là bằng hàng bãi nội địa Nhật, siêu dai, siêu dính, siêu mỏng và siêu bền cho các bác luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan như này các bác này. Đó, made in Japan. Đây. Các bác này, đó made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là bên em bán theo cân và bán theo quận nhá. Đấy, quận vừa vừa thì giá của nó sẽ là 10.000 một quận. Còn quận nhỏ thì sẽ là 5.000 một quận nhá. 5k cho một quận. Đây. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu. Đây, mẫu nhỏ này là 5.000 này, mẫu to là 10.000 này. Đấy. Mẫu nhỏ là 5.000 một quận và mẫu to là 10.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng thì băng dính của nó sẽ là hàng băng dính siêu mỏng, siêu dai luôn. Đây, siêu mỏng, siêu dai và siêu dính luôn các bác nhá. Đấy, siêu mỏng, siêu dai, siêu dính luôn. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Thì các bác lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này, lên cho em là băng keo điện. Băng keo điện này, băng keo điện giá thì bên shop bán theo cân nhá, bán theo cân. Một cân của nó sẽ là 80.000. Đấy. Một cân sẽ là 80k một cân nhá. 80k trên 1 kg này. Đấy, còn nửa cân này. Nửa cân thì 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k. Đó. 45.000, 45.000 cho nửa cân. Và mua quận thì quận to sẽ là 10k nhá, quận to là 10k. Quận nhỏ thì giá của nó sẽ là 5k nhá, 5k. Đó, 5k cho một quận nhỏ. Đây, quận này thì sẽ là quận nhỏ này và quận này quận to này các bác này. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Đó, thì đó là băng keo điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt nhớt nhá, bình xịt nhớt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Cầm cái bộ cưa đây. Bình xịt nhớt như này và giá thì sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt như này nhá. Bỏ cho anh cái bút khác nha. Đấy, lên cho em là xịt nhớt, giá sẽ là 40k trong bình như này nhá. 40k trong cái bình xịt nhớt như này. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này ưu điểm của nó là khi mà các bác sử dụng ấy thì cái vòi này có thể ngoắt nghéo này. Đấy, vòi này có thể ngoắt nghéo được luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Đó, ngoắt nghéo để các bác đưa vào các cái vị trí khó đều ok này. Tiếp theo là con này của nó là thuộc dạng là van đóng trực tiếp nhá. Thì khi nào các bác bóp như này thì van nó mới mở. Còn lại là van luôn luôn ở trạng thái đóng, cho nên là khi các bác sử dụng thì không lo nó bị dầu nhớt nó chảy ra ngoài. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim và sơn tĩnh điện. Bên trong thì bằng hợp kim sáng bóng này, bên ngoài sơn tĩnh điện này. Con này các bác có thể dùng để mình tra dầu, tra nhớt hoặc là dùng để làm luân chuyển dầu nhớt cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ như này, giá của nó sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt này nhá. Bình xịt nhớt giá sẽ là 40.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút từ hãm nhá. Thước rút từ hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, hàng nội địa của Nhật này, Japan các bác này. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Một mẫu là 5m, 5m thì giá của nó sẽ là 40.000 và 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50.000, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đó, ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm nhá. Rút ra tự hãm đây các bác thả vào này. Đấy, và rút ra nó sẽ tự hãm như này thì nó rất là tiện. Đấy, khi rút ra nó sẽ tự hãm cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì có hai mẫu các bác nhá. Một mẫu là 5m và một mẫu là 7m rưỡi. Đấy, thì con 5m sẽ là 40.000 và con 7m rưỡi là 50.000. Đấy, đó là cái dòng thước rút tự hãm. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước tự hãm này. Thước tự hãm lên cho em là thước tự hãm nhá. Đấy, rút ra thì nó sẽ tự hãm luôn, nó rất là tiện để các bác làm không cần phải giữ tay nó mất công.
Đấy, loại 5 mét thì giá của nó sẽ là 40k. Và thước 7,5 mét thì giá của nó sẽ là 50k cho một con 7,5 mét nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái combo cưa kéo cắt cành và cưa gấp cũng như là kéo tỉa nhá. Đấy, combo cho các bác bao gồm là 4 món và giá sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cưa 25 sen này. Cưa 25 sen, hàng của thương hiệu Tozama, made in Japan các bác này. Đấy, của nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đấy thì combo cho các bác 4 món này, bao gồm là một cưa gấp này, một kéo cắt cành này, một kéo tỉa và một cưa lách như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Đấy. Lên cho em là combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này. Đầu tiên nó sẽ là con cưa lách này, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đấy, uốn cong thoải mái nhá. Các bác dùng để mình cưa cây, cưa cành thì khá là ok luôn, khá là ok nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là có cho các bác là một con cưa lách nhá. Con này thì của nó là thép trắng không gỉ này, thép lưỡi cưa này. Đấy, made in Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhá. Tiếp theo thì con này thì phần cán của nó dài, nó sẽ vào khoảng là đi tổng chiều dài của nó thì nó sẽ là vào đi hơn 30 cm, 33 cm, và nguyên phần lưỡi này thì của nó thì nó sẽ là hơn 20 cm một chút nhá. Đó. Tiếp theo là đến một con cưa gấp này. Con cưa gấp này thì phần cán của nó vào khoảng là 25 cm, hàng thương hiệu Tozama. Đấy, Tozama, made in Japan các nhá. Đấy, gấp gọn rất là ngon lành luôn. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành rất là ok này. Đấy, rất là ngon cho các bác luôn. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cưa, một cưa gấp, một cưa lách này. Tiếp theo là một kéo cắt cành này, một kéo cắt cành hàng made in Japan này, thép SK5 không gỉ nhá. Thép SK5 không gỉ cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là bao gồm là combo như này, combo như này. Đấy, và một con cưa, một con kéo tỉa nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa dăm này. Tỉa dăm tỉa cành rất là ok luôn, tỉa dăm tỉa cành. Đấy. Thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 4 món nhá, 4 món như này. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 cho 4 món như này thôi. Giá rất hợp lý các bạn, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Thì lên mã giúp cho em là combo cưa kéo nhá, combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy. Combo 4 món cưa kéo này, đấy, combo cưa kéo nhá. Combo này, cưa cộng với lại kéo này, cưa cộng kéo 4 món này. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ nhá. Bán lẻ thì con cưa gấp này giá của nó sẽ là 50.000 này. Đấy, con này là cưa gấp 25 cm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Cưa gấp này thì có lên theo là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k. Đấy, có bán lẻ luôn. Con này thì sẽ là 50 cành nhá, 50 cành như con cưa gấp trắng đen như này. Còn con kéo cành này thì bên em gọi nó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k nhá. Đấy. Con này thì các bác lên theo là kéo cành cam, giá sẽ là 70k. Đấy, kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn lại là bán lẻ thì con kéo tỉa inox này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó. Còn con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40k cho con cưa lách như này. Đấy, 40k cho con cưa lách như này. Thì các bác nên mua theo combo 4 món như này với cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Giá thì siêu hời và siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã tiếp theo. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Đây, nó sẽ là một con nồi chiên không dầu như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ các bác, 10 lít cả vỏ như này. Hàng còn mới tinh nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ cho các bác luôn. Khi các bác sử dụng thì các bác lưu ý là dùng cho em là cả hai bên nhá, cả bên hẹn giờ và bên công tắc này luôn và bên nhiệt này luôn thì mới được nhá. Nếu các bác không vặn nhiệt lên thì nó cũng không hoạt động đâu. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác này, Camel của Nhật. Đấy. Và đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái khay như này. Cái khay này để khi mà các bác cho vào thì nó sẽ là đỡ ở trên như này nhá. Đỡ ở trên như này. Rất là tiện này. Đó. Dòng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt thôi. Trong này nó sẽ có một con mai so như này nhá. Một con mai so như này. Đấy, để các bác điều chỉnh này. Và có dơ le đóng ngắt và có quạt gió nhá. Có quạt gió phía sau này. Đấy. Và combo. Đấy, một cái con nồi chiên không dầu như này. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Dung tích là 10 lít cả vỏ, giá là 4, bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên này 590.000 thôi nhá. Đấy, 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ. Đấy, nồi chiên không dầu này. Lên cho em là nồi chiên. Nồi chiên nhá, nồi chiên không dầu. Đấy, giá của nó sẽ là 590k nhá, 590k. Đấy, dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá.
10 lít cả vỏ, giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. 10 lít cả vỏ cho cái con nồi chiên không dầu này các bác nhé. Đó, sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao G49 nhé. Dao G49, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 150.000 nhé, 150.000. Các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo và nó ký hiệu là dao G49, thì các bác lên cho em là dao G49. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho con dao G49 này. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3-4 lạng nhá, khoảng 3-4 lạng. Con này thì các bác dùng rất là tiện này, băm chặt thái đều được. Nó là dòng dao đa di năng và siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc dưới bóng như này là các bác biết rồi, dọc được dưới bóng như này là dòng siêu sắc rồi. Dao này thì các bác có thể dùng để chặt thái gọt đều được hết nhá. Chặt thái rồi các bác dùng để mình gọi là chặt để thái và để băm cũng đều ok hết này. Hàng thì siêu bén, cất đi, quay rồi. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cất đi, quay rồi. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cái dao G49 nhá, hàng siêu bén luôn, nặng khoảng 3-4 lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k cho một con dao như này. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là dao G49 nhá. Dao này G49 giá sẽ là 150k. Đấy, cho con dao G49 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da nhá, ví da bò, hàng cao cấp của Mỹ. Hàng cao cấp của Mỹ bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho các bác luôn. 120.000 cho một con ví da bò như này. Đó. Hàng made in USA các bác này. Đó, made in USA. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá. 100% bằng da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Chất liệu 100% bằng da bò tự nhiên. Đấy. Và rất là mỏng luôn. Khi mà mỏng như này thì các bác dùng của nó sẽ rất là êm ái và khi mình ngồi thì nó sẽ không bị cấn lên các bác nhá, không bị cấn lên. Chất liệu 100% da bò tự nhiên luôn, về nhà bao các bác test đốt thoải mái chưa? Đấy, đốt tránh cái chỗ chỉ ra là được nhá. Còn các bác cứ lấy bật lửa lên, nhận hàng các bác cứ chuẩn bị sẵn bật lửa đốt thoải mái cho em nhá. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 120k. Lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò, giá của nó sẽ là 120k và sản phẩm thì sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen và màu nâu các bác này, rất đẹp cho các bác luôn. Màu đen màu nâu như này giá rất tốt cho bác luôn nhá. Lên cho em là ví da bò. Đó, 120.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem kỹ đi, đơn từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này, đơn hàng từ 200.000 bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Ở đây thì nó có cái lẫy để các bác nhả ra để các bác kéo xuống cho cái đồng hồ nó chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Và khi các bác bật thì các bác cái nút này vừa là nút nguồn, vừa là nút âm lượng luôn. Đó, và các bác bắt đầu là để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình kéo anten lên này. Đấy, đây nó sẽ có một cái anten này. Các bác kéo cái anten này lên, sau đó thì mình bắt đầu mình dò để mình bắt sóng nhá. Đó. Đấy. Cảm nên sau khi ăn, nhất là ăn thức ăn lạ, nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường và giảm chậm. Điều này khiến thời gian di chuyển của các chất thải trong lòng ruột ngắn lại, khó thành khuôn, lỏng và sống. Sáng sớm là thời điểm đại tràng nhạy cảm nhất, nên dễ hiểu vì sao đa phần người bị hội chứng ruột kích thích dễ bị đi ngoài sau khi ăn sáng. Tuy nhiên, cũng có những người bị ngay sau các bữa ăn, bất kể là ở thời điểm nào trong ngày. Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch cũng khuyên người bị hội chứng ruột kích thích. Đấy, các bác nghe tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đấy, tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác. Rất là xịn sò luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao sim tận nhà luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái, bật lên dò đài dò điếc đủ cho em. Đấy. Đây, bên ngoài thì ốp gỗ rất là đẹp này. Đấy, bên trong thì mặt là rất là đẹp luôn này. Ở đây thì nó sẽ sử dụng quả pin 18650 có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Đấy, dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có sẵn pin rồi cho nên về nhà các bác đừng có lắp thêm những cái loại pin khác vào, nó không hiệu quả thì nó mất công nhá. Và có cái lẫy này để các bác dò đài FM nhá, chỉnh đồng hồ nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đài FM, giá sẽ là 260.000. Các bác chỉ cần bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là mình dò sóng là xong. Rất tiện ích các bác nhá. Con này thì vừa là dò sóng vừa là, ngoài ra thì các bác có tính năng là MP3 nhá. Các bác có thể dò Bluetooth để nghe nhạc rất là hay luôn, âm thanh trong trẻo, ấm tiếng rất là hay nhá. Đấy, các bác có thể dò MP3 được thì cái này về nhà các bác tự mày mò thôi. Còn em bán thì chủ yếu em giới thiệu cái chức năng đài FM thôi nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em là đài FM này. Đó. Đài
em, giá sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Đây nó sẽ là một cái con khoan rất là tiện dụng để các bác vừa khoan vừa bắt vít vừa sử dụng đa di năng được luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này các bác này. Đấy, thân máy như này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng luôn. Đầu tiên là nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít này. Đấy, to nhỏ lớn bé rồi lục giác ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Tiếp theo là có cho các bác là các cái đầu vít như này nhá. Các đầu vít này. Đấy, các đầu vít này các bác sử dụng này, lắp cái đầu vít này vào đây để mình sử dụng này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy cực kỳ khỏe luôn các nhá. Ngoài ra con này thì nó sẽ có chứng năng là xoay đang hình khẩu súng như này, đang hình khẩu súng này các bác có thể nhấp vào cái nút này, nhấp nút đỏ này và xoay thẳng cho em. Đấy. Xoay thẳng cho em như này thì nó lại thẳng như này các bác này, rất là tiện luôn. Đó, rất là khỏe nhá. Ở đây thì kèm cho các bác là một cái tay nối ngoắt nghéo này. Đấy, và có khẩu từ 5 đến 12 này, từ 5 12 và các cái đầu mũi khoan nữa. Có cả các cái đầu mũi khoan này nữa, rất là tiện này. Đấy. Các bác có thể lắp vào để mình khoan gỗ, khoan kiếc linh tinh cũng rất là ngon này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây là cái đầu này là cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí ốc khó này. Đấy, các cái ốc khó các bác đưa vào đây để xoáy này. Rất đẹp và rất tiện ích luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Và nó có thể là cho hình thẳng này để các bác sử dụng này là mình làm vít này, có đèn luôn. Đấy, hoặc các bác có thể xoay như này theo cái hình khẩu súng này, có đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều luôn. Nói chung là con này thì khá là tiện ích và rất là nhiều các cái đầu vít như này để các bác sử dụng này. Đấy, có tới là 30 cái đầu vít phụ này. Đấy, đây, chọn bộ combo cho các bác như này. Giá chỉ có 180.000 thôi, kèm cho các bác một cáp sạc luôn. Đó, 180k. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini giá sẽ là 180k. 180k cho con khoan mini như này. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 130.000 thôi. Cũng kèm cho các bác một cáp sạc và hai đầu vít như này. Hai đầu vít này các bác này, một dẹt một tròn. Đấy, con này cũng rất là khỏe luôn. Con này thì nó chỉ có chức năng là vặn ra vặn vào thôi. Con kia thì nhiều chức năng hơn. Còn con này thì cũng rất là khỏe các bác. Đấy. Sử dụng pin nhá. Con này thì các bác chuyên làm về vít thì dùng con này rất là ok. Đó, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em máy vít như này, rất là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là hai đầu, một đầu ba khe và một đầu dẹt như này. Đấy. Về nhà các bác sử dụng. Giá thì chỉ có 130 cành cho một con máy vít như này thôi. Con này thì lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k nhá. Về nhà các bác có thể sửa chữa lặt vặt cũng rất là ok và giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái nấm móng chân tay các bác nhá. Lên cho em là nấm móng chân tay, giá của nó sẽ là đấy, cái chữ ấy. Nấm móng chân tay giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90k nhá. Đấy. Lên cho em là nấm móng chân tay này, đấy. Nấm móng chân tay nhá. Đấy. Chân tay giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một típ như này. Đấy. Một típ như này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái dòng chuyên trị nấm móng chân tay siêu tốt luôn. Đó. Thì đây, đấy thì các bác bị đau móng chân, kẽ móng chân, móng tay bị nấm này, bị chảy xước hoặc là bị gọi là bị xước sát đấy, hoặc các bác bị gọi là lâu năm không khỏi thì dùng cái này cho em. Đấy. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lọ thuốc như này, kèm thêm cho bác là các cái miếng dán và tăm bông để các bác điều trị cho em. Con này thì các bác cứ dùng cho em một liệu trình khoảng từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi dứt điểm luôn các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm móng tay móng chân con này dùng rất là đã luôn, em bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều khách dùng nhá. Đó, chuyên bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, đó là cái miếng dán giải cứu nhá. Giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm là 12 miếng. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng miếng như này. Đấy, một cái dòng miếng như này và các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Các bác có thể bóc ra này, bóc ra sau đó thì mình dán vào các cái phần nào các bác bị đau mỏi nhức thì các bác dán vào cho em. Đó. Rất là nóng luôn nhá. Dán vào thì nó rất là nóng luôn. Và dùng thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25.000 cho một bịch như này thôi. 25.000 một hộp bao gồm là 12 miếng nhá. 25.000 một hộp 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này. Đấy. Cầm cho anh cả cái một SIM đi nhá. Đấy, điện thoại 2 SIM thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho một cái điện thoại như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một con điện thoại 2 SIM này. Đấy, hàng thương hiệu Nokia. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Có pin có đốc sạc như này nhá. Có pin có đế sạc như này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho một con 2 SIM như này.
Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng một sim đây. Con này một sim thì giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy. Con này thì sẽ là một sim này. Đấy, cũng đầy đủ điện thoại rồi pin rồi cáp sạc cho bác luôn nhá. Điện thoại, pin, cáp sạc đầy đủ. Hàng mới tinh cho các bác luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con này thôi. 150.000 các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 150k cho con này. Sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một pin và một củ sạc nhá. 150.000 cho con một sim. Đấy, tiếng nghe rõ, đàm thoại rất là hay luôn và rõ tiếng nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại một sim, giá sẽ là 150k. Đó, điện thoại một sim này. 150k. Đó. Hai sim này, hai sim thì giá sẽ là 230k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái điện thoại 4 sim. Cầm cho anh cái 4 sim này. Đó. Hết rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia giấy ăn nhá. Thì bên shop bán combo là một thùng này của nó là 20 gói. Thùng 20 gói là 140. Còn các bác mua lẻ là 10 gói thì sẽ là 80.000. Và mua lẻ nữa thì bên em bán từ 2 bịch trở lên nhá. 2 bịch thì giá của nó sẽ là 20.000, 10.000 một bịch như này và bán từ 2 bịch trở lên đây. Giấy của nó thì siêu dai luôn. Đấy, rất là dai các bác này. Đấy, các bác nghe không? Giật tanh tách luôn. Các bác dùng thì rất là tiện ích nhá. Về mình có thể sử dụng để mình làm giấy ăn này, rồi lau tay này, rồi vệ sinh đều được hết. Giá thì sẽ là một thùng như này nhá. Một thùng này của nó là 20 gói này. Thùng 20 gói. Giá sẽ là 140k nhá. 140k trên một bịch này. Một thùng này là 20 gói này. 20 gói nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 2 gói là 20.000. Em bán từ 2 gói trở lên bằng 20k. Đấy, còn mua 10 gói thì là sẽ là bằng 80.000 thôi. 80.000 cho 10 gói như này. Đấy. Đây, nó sẽ là 10 gói như này nhá. 80.000 cho 10 gói này. Còn mua 20 gói thì chỉ có 140, tính là vào có 7.000 một gói như này thôi. 7.000 một gói này thôi nhá. Đó, 7.000 một gói. Còn mua lẻ thì mua chấp nhận là 10.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì cái led nháy 5m đây các bác này. Đấy, Linh ơi, bật cho anh cái đèn này. Led nháy 5m nhá. Đó, led nháy 5m như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 80k cho cái led nháy 5m này thôi. Con này có thể dán vào tường nhá. 80k một chiếc. Đấy, đây. Đây em đã cắm thử cho các bác xem này. Đấy, nháy nhiếc nhiều màu rất là đẹp luôn. Về nhà các bác có thể dán vào tường và có cho các bác là cục nguồn này, có sẵn cục nguồn luôn và điều khiển từ xa để các bác có thể điều chỉnh rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Còn đây là cái bộ led pháo hoa này. Led pháo hoa này thì sẽ là 180.000 này. Đấy, còn xa hơn nữa là cái bộ led ngọc này, led ngọc đây. Led ngọc thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Led ngọc thì là 90.000, còn cái led 5m này là 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto các bác nhá. Lên mã giúp cho em là Eto, giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. 180k các bác nhá. Đấy, đây là con Eto của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asahi này. Asahi, tem nhôm hẳn hoi nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Có mã sản phẩm thứ đàng hoàng, hàng mới tinh. Thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng đây. Đấy, nó sẽ là dòng Eto kẹp như này, siêu tiện ích luôn. Con này thì giá sẽ là 180k. Đó. Độ mở của nó thì được khoảng 5cm và cái phần kẹp này là 6cm. Thì các bác có thể kẹp vào bàn này hoặc là sử dụng để mình làm thợ làm nghề rất là tiện ích. Đấy, chất liệu của nó bằng thép, cực kỳ chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con Eto kẹp như này thôi. Đấy, lên cho em là Eto kẹp nhá. Giá sẽ là 180k. Đó, lên cho em là Eto này. Eto 180 cành cho con Eto như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá. Đây, thùng gạo đây. Đấy, một cái thùng đựng gạo như này đựng được 10 cân nhá. Và rất là tiện ích luôn, sạch sẽ, chống ruồi muỗi kiến gián đều được hết nhá. 180.000. Đây. Về nhà các bác đổ gạo vào đây chưa? Đổ gạo vào đây nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ô như này. Cái ô như này thì cái này vừa dùng để đong gạo và vừa để vo gạo được luôn nhá. Vừa để vo gạo vào được luôn. Đây nó sẽ có dập cái lỗ này thì các bác rót nước là nó sẽ chảy ở cái lỗ này, rất là tiện này. Đấy, và đây thì khi các bác dùng thì mình sẽ nhấn nha. Nhấn như này là gạo nó sẽ chảy xuống cái ô nhá. Đấy, rất tiện ích, dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đựng được một yến gạo. Bây giờ thì các bác cũng không ăn gạo nhiều cho nên là cứ mua một yến một thôi. Mình sử dụng hết thì mình lại đong cho nó tiện ích nhá. Đó, một yến gạo đổ vào đây là vừa. Và các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ chảy này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. À xin các bác là đũa sứ nhá. Đấy. Thì một hộp này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa thì chất liệu của nó là bằng sứ. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi. Chất liệu sành sứ thì là một trong những cái chất liệu cực kỳ là an toàn với thực phẩm luôn. Đấy, rất đẹp các bác này. Bền đẹp, chắc chắn và rất là sạch sẽ nhá. Kích thước vừa phải sử dụng vừa hợp với tay của người Việt Nam chúng ta. Đó, và giá thì rất hợp lý thôi. Bao nhiêu nhỉ?
80.000 này. Bao nhiêu? Giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này nhá. Một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60.000. Đấy, trước em đang bán 80.000, đợt này về cho bác còn 60.000 cho một hộp đũa sứ như này thôi. Rất đẹp các bạn, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự, sang trọng. Đấy, và ưu điểm của con này là sạch, nhanh khô. Các bác ăn bát bằng sứ thì các bác biết rồi. Đó, và đũa bằng sứ nữa thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay em lên cho bác một số cái bộ dao của bên em nhá. Một số cái bộ dao của bên em. Đó thì nó sẽ có cho các bác là dao Nhật và dao Đức, thì em sẽ lên chi tiết từng bộ một. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 7 món. Giá thì nó sẽ là 950.000 nhá. 950.000. Đó, 950.000 cho một bộ dao Đức như này. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 900 tròn nhá. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức 7 món này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bộ dao Đức 7 món nhá. Đó. Bộ dao Đức 7 món. Bộ dao Đức này, đó, bộ dao Đức 7 món, giá của nó sẽ là 950k nhá, 950k. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác với giá đó là 900.000 thôi. Các bác cứ chuyển khoản cho em 900 là xong. Lên cho em là bộ dao Đức. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một con dao gọt này. Đấy, con dao gọt, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, made in Germany nhá, made in Germany. Con này chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Đó, 20 cm, con này các bác có thể dùng để gọt hoa quả các thứ đều ok hết này. Tiếp theo đến một con dao thái các bác này, con dao thái này. Con này thì chiều dài của nó khoảng 30 cm và hàng thì siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là bén con này. Đó. Hàng thì rất là bén các bác nhá. Cực kỳ là bén luôn các bác này. Đó. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả này rồi thái này, lọc đều được hết nhá. Mũi nó nhọn như này. Các bác có thể dùng gọt hoa quả, thái, lọc đều được hết. Chiều dài của nó khoảng 30 cm. Bản của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 4 cm và dày của nó thì vào khoảng là 3 ly nhá. Vào khoảng là 3 ly. Đó, made in Germany. Giá của nó sẽ là 950.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con dao chặt này. Con dao chặt thì nó sẽ có hai con, một con là bản to và một con là bản nhỏ. Đấy, hai con này thì giá đều, hai con này thì cái cân nặng của nó đều là như nhau nhá, cân nặng đều là như nhau. Đó, hàng đều của thương hiệu Winling của Đức hết. Nó trong một cái bộ như này. Đó. Và cũng rất là bén luôn các bạn. Đấy, rất là bén luôn các nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, dao chặt nhưng mà nó khá là bén luôn. Đấy, con này bản to thì các bác có thể dùng để thái rất là ok, nó khá là bén nhá. Còn con này thì bản nhỏ thì nó sẽ đầm hơn một chút và các bác có thể dùng để mình vừa chặt vừa thái cũng ok thôi. Đấy. Hai con này thì cân nặng đều như nhau nhá, nặng đều như nhau. Thì nó sẽ có cho các bác là hai con như này, hai con như này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Các bác có thể dùng để mình thái mình chặt cũng đều ok thôi. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một con kéo cắt gà nhá, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cắt gà này. Đấy, còn một con kéo cắt gà như này thì các bác dùng để mình cắt gà. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ok các bác này. Đấy, nó rất là bén luôn nhá. Các bác dùng để mình cắt gà, cắt cá này. Cắt gà, cắt cá này, đánh vẩy cá này rồi kẹp cua ghẹ cũng rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 950.000 thôi. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác cái giá là 900. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Ốp đinh này, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là con liếc đây. Con liếc này thì khi nào mà dao các bác dùng vài năm nó cùn thì các bác mới phần dùng đến con liếc này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên theo là bộ dao Đức, giá sẽ là 950.000 nhá. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 900. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật thì sẽ là 930.000. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em cũng tính cho các bác với giá 900 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Đấy. Khi các bác nhận được hàng nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Một cái bộ dao cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Wattbo của Nhật đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đó. Đầu tiên thì sẽ là một cái hộp dao như này, bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo và 1 liếc. Và cũng có cho các bác là một cái giá đỡ đây, một cái giá đỡ. Đấy, cơ bản thì nó cũng như nhau thôi. Đây cái giá đỡ của nó này, đây cái giá đỡ đây các bác nhá. Đấy. Đây cái giá đỡ các bác này. Đấy, giá đỡ cũng rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy. Thì giá đỡ nó cũng giống con kia thôi, nó cũng giống cái bộ kia thôi. Đấy, thì con này cái giá đỡ của nó thì nó sẽ dày dẫn chắc chắn hơn một chút nhá, dày dẫn chắc chắn hơn một chút đó này. Đấy, rất là ngon lành các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng inox 304 nhá. Bình thường nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này không đã phải mất tầm khoảng 200.000 rồi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này,
Đấy, kéo cực kỳ là sắc luôn nhá. Kéo rất là sắc luôn con này. Đấy. Kéo rất sắc luôn. Đó, các bác theo đây. Kéo rất là sắc này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để mình cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều được hết nhá. Kẹp cua ghẹ ở đây cũng ok. Rất là ngon lành con này. Một cái kéo này các bác dắt vào đây cho em này. Đấy, dắt vào đây cho em này. Tiếp theo là một con liếc này. Đấy, một con liếc đây. Đấy, một con liếc này con này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một con liếc cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đây là cái liếc của nó này. Đấy. Liếc dài khoảng là gần 30 cm. Các bác cho vào đây cho em này. Tiếp theo là đến dao này. Dao thì nó sẽ có cho các bác là 4 con dao nhá. Đầu tiên là một con dao gọt như này. Con này thì bên em có bán lẻ bên ngoài nhá. Con này bán lẻ thì giá của nó sẽ là 80.000 cho con dao gọt như này nhá. Đấy, có bán lẻ có nhá, có bán lẻ đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây em sẽ dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy. Giấy bóng dai như này mà nó dọc con đứt là các bác biết rồi nhá. Đấy. Dao phải rất là bén thì mới dọc đứt được con này. Đấy. Qua theo, đấy, dao rất là bén luôn các nhá. Đấy. Còn nếu mà dọc giấy bình thường như này thì nó sẽ là rất là đơn giản các nhá. Đấy. Dọc giấy bình thường thì rất là đơn giản rồi các nhá. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao dao gọt như này dài 20 cm, Wabo Japan này. Đó, ở đây. Japan các nhá. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con dao gọt như này giá sẽ là 80.000. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Con Thái này thì bên em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Đấy con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao vuông này, dao vuông. Con này bên em có bán lẻ giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, rất là bén luôn con này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Dài khoảng 30 cm. Đây, Wabo Japan con này. Đó, siêu bén cho các bác luôn con nhá. Đây, rất là bén con này. Đó, rất bén luôn các bác theo. Siêu bén luôn. Đấy, con này thì giá cũng rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, sẽ là 180.000 là con mũi vuông. Còn nó sẽ có một con mũi nhọn như này. Mũi nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000. Các bác dắt vào đây cho em. Tiếp theo là đến cho các bác là một con dao Thái này. Đấy, một con dao Thái như này. Con này thì nó sẽ là bản vừa sinh nhá. Bản vừa sinh. Đấy. Và con này bên em cũng có bán lẻ. Con này thì vừa thái vừa băm vừa chặt được các bác nhá. Đấy, vừa thái vừa băm vừa chặt được. Rất là bén các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn các bác theo. Đây. Đấy. Con này thì bên shop đang bán giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con dao Thái như này. Đấy, con dao Thái thái vuông như này con này. Đấy, con dao Thái bản to như này. Còn con này thì con dao chặt nhá. Con này thì nó sẽ nặng khoảng 5 lạng, nặng khoảng 5 lạng. Thì con này các bác dùng để băm chặt thoải mái luôn. Và hàng cũng siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, siêu bén luôn. Đây, dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đấy, dọc dây bóng thoải mái các bác theo. Dao chặt mà dọc được dây bóng này là các bác biết rồi. Nó rất là bén các bác nhá. Rất bén luôn. Đây con này, rất bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác rất là tốt luôn. Con này thì khoảng 4 đến 5 lạng nhá. Đấy thì bộ này sẽ là giá của nó sẽ là 930.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác với giá 900 nhá. Lên cho em là bộ dao Nhật 7 món này. Bộ dao Nhật 7 món. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy, bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật 7 món giá sẽ là 930k. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì cũng tính cho các bác với giá là 900. Thì bộ Nhật và bộ Đức đều là 900 hết. Thì các bác muốn lấy bộ nào thì lấy nhá. Muốn lấy bộ nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức 6 món nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao Đức 6 món này. Giá của nó sẽ là 150.000 thôi. Hàng này thì nó chỉ chuyên để thái thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái. Con này thì nó có 6 món và chuyên để thái thôi. Cũng có giá đỡ thứ đàng hoàng. Nhưng mà cái giá đỡ của nó thì nó sẽ là bằng nhựa thôi coi nhé. Đấy, giá đỡ bằng nhựa như này. Bằng nhựa Mica. Đấy. Cũng khá là chắc chắn luôn các bác. Thì có thể để co trong phòng bếp nhà mình. Để trong phòng bếp nhà mình nó cũng khá là hợp lý và đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000. Mà cũng có tới cho các bác là 6 món luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá dắt dao này các bác nhá. Một cái giá dắt dao này này. Đấy. Tiếp theo là bộ dao của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi... bộ dao của nó sẽ bao gồm các bác là đi ba dao một kéo và một liếc nhá. Ba dao một kéo một liếc cũng đầy đủ cho bác luôn. Đấy. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là kéo này. Đấy, kéo nhá. Con kéo này thì cũng rất là đa di năng luôn. Đấy, kéo rất đa di năng luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này và kẹp cua ghẹ này đều ok hết nhá. Có phần khuyết này. Đó. Và có giá đỡ như này, các bác cho vào đây cho em này, rất tiện ích này. Đấy, rất tiện ích có giá đỡ như này. Tiếp theo thì đến một con liếc nhá. Đây con liếc của nó này. Đó, một con liếc rất là ngon luôn. Các bác cũng dắt vào đây cho em. Đó. Tiếp theo là đến một con dao đầu tiên nó sẽ là một con dao Thái này. Con dao Thái này dài khoảng 30 cm. Đó. Con này thì các bác có thể dùng thái lọc phi lê đều được hết và ưu điểm của nó cũng bén lắm các bạn. Đấy, rất là bén. Và nó chỉ có mỏng thôi, nó không dày như những con khác. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng chuyên thái nhá.
Đấy, chuyên thái thì nó sẽ mỏng hơn một chút các bác này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái con thái bản to này. Đấy, thái bản to thì nó sẽ có cho các bác là hai con thái bản to. Đấy, hai con thái bản to các bác này. Đấy, đây. Các bác nhá. Đó. Con này thì thực sự ra là nó rất là mỏng thôi chứ nó không dày thôi. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó lại rất là sắc các bác này. Đấy, rất sắc luôn. Đó. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này, hàng của Nhật nhá. Đấy, bộ dao 6 món này. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút thì con này cũng không chặt được đâu. Các bác chỉ dùng để băm nhẹ được thôi. Đấy. Và cũng rất là bén các nhá. Đấy, dọc giấy bình thường con này. Đó, cũng rất là bén luôn. Đây, Asaka Japan này. Đó. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo, 1 liếc và 1 giá đỡ như này. Đấy, bộ sẽ bao gồm là 3 con như này. Asaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 và 150.000. Đây thì em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Bộ dao này, đó. Bộ dao 6 món này, đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Bộ này chỉ chuyên để thái thôi, không chặt được các bác nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái, giá của nó sẽ là 150 cành nhá, 150k. Đó. 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên thái như này các bác này. Bộ này của nó sẽ là 6 món chuyên thái các bác nhá. Đó, thì ba cái bộ dao cơ bản em gửi đến các bác xem ưng ý bộ nào thì mua. Hàng rẻ tiền có, hàng đắt tiền có các bác nhá. Tiền nào của đấy thôi, nó cũng phù hợp với cái nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Và nếu các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship vào đấy các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và mua đơn hàng dưới 200 thì các bác lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 tiền ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận các bác nhá. Lưu ý giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Và các bác lưu ý là cộng cho em 30.000 nếu như các bác mua dưới 200 các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nha. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái cây nến đỏ này. Đấy, cây nến đỏ như này thì con này nó sử dụng bằng pin cúc áo nhá, pin cúc áo. Thì các bác ra ngoài hiệu sách là mua là sẽ có pin thôi. Nó chỉ vào khoảng là 5.000 cho 3 viên. Và cái này thì nó chạy bằng LED, bằng cái mắt LED như này cho nên là nó rất là lâu hết pin, cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Các bác có thể để trang trí trên ban thờ này, rồi trên các cái khu vực như là ban thần tài hoặc là mang ra ngoài nghĩa trang cũng đều ok hết, rất là đẹp luôn. Cái này nó chạy bằng pin cho nên là các bác không sợ bị gió nó tắt. Đấy, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày cúng, ngày nhớ ơn tổ tiên thì các bác mang ra ngoài thắp hương, ngoài đấy thắp hương thì các bác mang đôi nến này ra cho em, rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Lên mã treo là 45k. Đấy, nó sẽ như thật luôn các bác này. Đấy, nó có chế độ nhấp nháy rồi nó sẽ là đánh bấc như thật như này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, kể cả các bác để yên nó cũng vẫn, nó bấc nó cũng vẫn lúc lắc các bác này. Đấy, để yên nó vẫn lúc lắc như này. Và giá thì sẽ là 45k nhé. Lên mã giúp cho em đó là nến đỏ này. Đấy. Các bác lên cho em là nến đỏ, giá sẽ là 45.000. Đó. Lên cho em là nến đỏ nhá. Đó, nến đỏ. Giá của nó sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn thần tài nhá. Con này thì nó cũng có sẵn pin rồi và của nó là dòng pin sạc nhá, dòng pin sạc. Giá thì sẽ là 60.000. Đấy, và nếu mà các bác nhận hàng mà nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em, tại vì là trong cái quá trình vận chuyển thì bên em phải để cho nó hết pin. Đấy, và khi các bác nhận hàng nó sẽ ngược như này. Các bác lắp xuôi lại đầu này cho em. Đó là ok. Và có công tắc này các bác bật lên này, chỉ chạm nhẹ này là sẽ lên này. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ có chiết áp để các bác điều chỉnh sáng tối. Thì các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ, ban thần tài hoặc là để các cái khu vực nào cũng được hết thôi. Cũng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, màu sắc rất là đẹp. Đấy, nó có màu đỏ, có màu xanh. Thì hàng về theo lô thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có chiết áp để điều chỉnh sáng tối nhá. Đó. Khi mà bật lên thì rất là sáng luôn, các bác có thể dùng để sơ cua để làm đèn chiếu sáng cũng được. Đấy, hoặc để trên ban thần tài rất là ok. Khi các bác sử dụng thì tắt cho em cái công tắc này đi này. Khi nào cần dùng thì mình bật cái công tắc này lên, sau đó thì mình vỗ nhẹ này là nó sẽ lên nhá. Vỗ nó tắt này, vỗ nó lên. Đấy. Các bác cứ chạm nhẹ này nó sẽ lên này. Đấy, tắt này, lên này, tắt lên này, rất là tiện luôn nhá. Đó, và trước khi bật thì các bác phải bật cái công tắc này lên cho em này. Công tắc lên, đèn báo lên thì là nó sẽ lên. Giá thì chỉ có cho các bác một con đèn thần tài như này, giá chỉ có cho các bác là đi 60.000 thôi nhá. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Giá sẽ là 60k, giá rất là hợp lý luôn. Các bác có thể dùng trên ban thờ hoặc là dùng ban thần tài, nói chung cũng rất là ok. Lên cho em là đèn thần tài này. Đèn thần tài, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho em đèn thần tài như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi đựng rác thông minh. Thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 chiếc. Và kích thước của nó sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 cm nhá. Đấy, lên cho em là túi rác nhá. Giá sẽ là 50k. Đó, lên cho em là túi rác này. Túi rác, giá của nó sẽ là 50k cho một bịch như này. Một bịch này của nó là 100 chiếc luôn, 100 cái các bác này. Đấy, bịch này 100 cái tha hồ sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác. Đây các bác này. Không chỉ đẹp mà túi còn rất dài. Túi có dây sách được 10 đến 20 kg sách dễ dàng có thể đổ nước nóng mà không bị chảy. Đấy, đổ nước nóng mà thoải mái luôn các bác nhá. Đó, sách thì rất gọn này. Có cần đẹp thế không? Một cuộn 100 chiếc, kích thước 45 x 50 cm. Không chỉ đẹp mà túi còn rất dài. Túi có dây sách được 10 đến 20 kg sách dễ dàng có thể đổ nước nóng mà không bị chảy. Đổ nước nóng mà thoải mái luôn, sách lên này các bạn này. Đấy, thấy rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có 50.000 cho một bịch 100 chiếc, tính ra vào có 500 con một chiếc thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khò ga bằng đồng nhá. Các bác lên cho em là khò ga bằng đồng. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con khò ga bằng đồng như này. Con này thì nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối như này nhá. Đồng đúc nguyên khối này dùng cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn và phù hợp với tất cả các loại bình ga của Việt Nam mình, cho nên các bác yên tâm. Đấy, bình ga mini. Ở đây thì con này nó sẽ là cái chắn gió này, cái chắn gió và đây là cái điều chỉnh ga này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái đầu bình ga cho em là xong thôi. Đó, lên cho em là khò ga bằng đồng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, lên cho em là khò ga đồng này. Đó. Khò ga đồng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con khò ga đồng như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini, giá thì sẽ là 100.000 cho một con bếp ga mini như này. Con này thì cái tính ứng dụng thực tế của nó rất là cao. Đây, đây cái hình ảnh của nó đây các bác này. Đấy, đặt lên một cái nồi như này rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, rất đẹp nhá. Về nhà các bác lắp bếp ga vào cho em. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi công tác, đi du lịch đều được hết nhá. Đấy, các bác chỉ cần là mang đi như này thôi. Mình có thể nấu nướng trực tiếp ở ngoài ngoài trời dã ngoại, các bác có thể nấu nướng trực tiếp được luôn. Chỉ cần mang đi cho em một cái bộ xoong kia là các bác nấu nướng được rồi. Lắp bếp ga vào đây, các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Và đây là bốn cái chân của nó này. Hàng của Nhật thì nó làm là các bác biết rồi, cực kỳ là chắc chắn và đẹp luôn. Rất chắc chắn và đẹp nhá. Và có đánh lửa tự động nhá. Có đánh lửa tự động luôn. Lắp bình ga vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy cái bình ga vào đây cho em là xong. Đó, rất là gọn gàng như này. Và giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bếp ga mini như này nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện ích luôn. Đấy, nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này nhưng mà nó lại rất là chắc chắn. Các bác có thể đặt những cái xoong nồi to lên thoải mái các bác. Đấy, những cái xoong nồi to các bác thoải mái đặt lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho một con bếp ga mini như này thôi. Đấy, lên cho em là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó. Bếp ga mini này. Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy, túi nam. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, và hàng túi chống nước nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Mặt đằng sau sẽ là một ngăn to như này này. Mặt đằng trước thì sẽ có cho các bác là hai ngăn nhá, hai ngăn này. Đấy, sẽ có cho các bác là hai ngăn như này. Đó, và một ngăn to ở trong có quai đeo quai sách đàng hoàng nhá, quai đeo quai sách đàng hoàng. Và bên trong nó sẽ có một cái ngăn khóa nữa, bên trong một ngăn khóa nữa. Và khi các bác giãn hết ra thì cái chiều rộng của nó vào khoảng là 10 cm, thì rất là rộng và đẹp luôn. Và đường may, đường chỉ của nó rất là kỹ. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật. Đấy, nó máy để nó phục vụ cho hàng của quân đội. Đấy, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Sunshine này. Đấy, Sunshine của Nhật đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một cái túi nam như này thôi. Con này thì rất là đẹp, chắc chắn, bền bỉ và chống nước cho các bác luôn, nhỏ gọn. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng là 20. Lên cho em là túi nam nhá, túi nam. Giá của nó màu thì màu quân đội rất là đẹp rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi. 110k cho con túi nam như này các bác này. 110.000 cho một con túi như này, rất đáng mua luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đồng hồ bật lửa nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bật lửa. Cái này thì nó sẽ là cả đồng hồ cả bật lửa luôn. Đây. Đấy, khi các bác bật này thì là cái đồng hồ nó sẽ có đèn sáng này và đồng hồ đang chạy này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Bật này thì có đèn sáng nhá. Đấy, các bác bật này là có đèn sáng cho các bác này. Và về nhà thì các bác tự bơm ga vào cho em. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa này. Đấy, màu gỗ rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 tròn thôi. Đấy. Lên cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Đó. Đồng hồ bật lửa này, giá của nó sẽ là 100k. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy, tự bơm ga. Đó.
Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em, chưa có ga đâu. Đấy, chỉ có bật lửa thôi, chỉ có đồng hồ thôi các bác nhá. Nó rất ok cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái bộ nồi 6 món nhá. Bộ nồi 6 món. À, bộ nồi 5 món thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái nồi. Đấy, con nhỏ nhất này của nó sẽ là 16 sen này, 16 sen. Đấy thì cái này của nó thì về nhà các bác có thể đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là chế biến đồ ăn các bác đựng vào đây cho em cũng rất là ok. Còn là đun thì cũng được, nhưng mà em không khuyến khích đun lắm, tại vì con này nó không, cái đít nó không quá dày, cho nên các bác đun thì nó rất là dễ bị bén, cho nên là không nên đun. Đấy, chỉ các bác chỉ để chế biến hoặc đựng đồ ăn, đựng thực phẩm cũng rất là ok thôi. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Ưu điểm của con này thì nó có thể là bỏ gọn vào được luôn, chồng vào nhau được nhá. Đấy, con này thì kích thước của nó sẽ là 20 này. Đấy, có con 20 này. Đấy, tiếp theo là có con 22 này. Con này thì là 22 này. Đấy, tiếp theo con nữa là con này là 24 nhá. Con này là 24 các bạn. Đấy, con này sẽ là 24. Thì con to nhất là 24 này. Đấy. Và các bác có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy, đầu tiên là 24 này, sau đến 22 này. Đấy, sau đó thì đến 20 này, sau đó thì đến 18 này, và con cuối cùng là 16 nhá. 16 này. Đấy, bộ nồi 5 món như này các bác có thể để chồng vào nhau rất là gọn. Lên cho em là bộ nồi 5 món, giá sẽ là 140.000. Đó. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món, giá sẽ là 140k nhá, 140k. Đó. Thì cái con này thì cái đít của nó cũng không được quá là dày đâu, nó cũng bình thường thôi, nên khi các bác nhận thì có thể là những cái này nó hơi bị móp nhẹ, để các bác thông cảm, nó chỉ có vậy thôi. 5 cái nồi như này mà giá chỉ có hơn 100.000 thì nói chung là nó cũng tương xứng với cái số tiền các bác bỏ ra thôi, cho nên là các bác cũng thông cảm. Thứ hai là nó sẽ là cất gọn được. Và đây thì nó đang bọc cái túi bóng nhá, về nhà các bác bóc cái bóc túi bóng này ra là sáng mịn đẹp cho các bác luôn. Đấy, nó túi bóng để chống xước, cho nên là khi các bác nhìn thì trông nó nhăn nhăn, nhưng mà nó không phải vậy đâu. Đấy là nó bọc túi bóng các bạn. Đấy, còn khi các bác bỏ hết túi bóng ra sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Và rất là gọn gàng. Lên cho em là bộ nồi 5 món, giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em, đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con đèn mang sông như này nhá, 120.000. Đó. Ở đây thì con này nó bằng nhựa, và màu thì có lô về màu đen, có lô về màu quân đội, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó, có lô màu đen, có lô màu quân đội, rất là đẹp các bác này. Ở đây thì các bác chỉ cần bật công tắc này lên cho em là xong. Bật công tắc này lên này. Đấy. Đưa cho anh cái biển đi. Bật công tắc này lên là xong. Đó. Các bác chỉ cần bật công tắc này lên cho em. Đó, thì ở đây con này nó sẽ có điều chỉnh chiết áp to nhỏ luôn. Bằng nhựa nhưng mà nó khá là chắc chắn nhá, bằng nhựa. Nhựa nhưng nó lại khá là chắc chắn luôn, cho nên các bác dùng cũng rất là thích các bạn. Đấy, đây. Và hàng thì hàng sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Made in Japan các bạn này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây các bác chỉ cần bật lên này sẽ lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất đẹp này. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái con đèn mang sông như này, giá sẽ là 120.000, nó chạy bằng pin nhá, sử dụng pin 18650 con này. Đấy, ZX này nó sẽ có một viên pin 18650. Thì con này bên em có bán kèm pin 30.000 cho viên pin như này nhá. Các bác dùng để mình thay tháo sửa chữa nó cũng rất là dễ và rất là tiện ích. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá rất hợp lý luôn, dòng anh cái dây đây này. Đấy thì các bác có thể sử dụng để mình thay tháo pin nó cũng rất là hợp lý thôi, rất là dễ dàng. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con đèn như này, 120.000 cho một con đèn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đó. Đèn mang sông. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. 120k các bác nhá. 120.000 cho con đèn mang sông này. Bỏ cái máy xay cũ đi. Đấy, 120.000 bỏ cái máy xay cũ. Đèn mang sông 120.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là máy xay khô nhá. Đấy. Thì con này dung tích của nó sẽ là 700ml các bác nhá. 700ml, sử dụng điện 220V, các bác chỉ cần cắm trực tiếp điện 220 này, bật này. Đấy, đây em đang cho gạo vào nhá, cho gạo vào xay này. Xay gạo này các bác này. Đấy, em đang xay gạo nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, đây. Đấy mà em xay một tí là gạo nó đã nhỏ tăng như này này các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, hạt gạo là một trong những cái loại hạt rất là cứng nhá. Đấy mà xay tí cái nhỏ tăng như này luôn. Thì con này các bác có thể dùng để mình xay gạo, xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt rất là ok. Và cái nắp này của nó sẽ là cái lẫy luôn. Nắp này là cái lẫy luôn các bác này. Đấy, nhấp này. Đấy các bác, nhấp lên xay. Đấy, các bác thấy không? Sử dụng điện trực tiếp, điện 220 nên các bác dùng nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một em máy xay khô như này thôi. Đây. Đấy, hàng thì các bác nhận được thì nó sẽ là trong hộp như này, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, công suất của nó là 250W, điện 220V, dòng 50Hz. Và hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 700ml các bác nhá. 700ml nguyên đai nguyên kiện như này các bác này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là cối xay bằng inox nhá, và lưỡi liếc của nó rất là ngon lành luôn. Đây.
Đấy, lưỡi của nó đây các bạn này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, cối liền, lưỡi rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên cho em đó là máy xay khô nhá. Máy xay khô này, máy xay khô. Giá sẽ là 120k một đi em, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy, nó sẽ là dòng chạy bằng pin như này. Đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn, có cả hút cả thổi luôn nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là đấy, hàng của thương hiệu Tamasio này, Tamasio made in Japan này. Đấy. Có cho các bác là cả hút cả thổi luôn, nó rất là tiện các bạn. Đấy, cả hút cả thổi luôn. Đây. Đấy. Hút rất là khỏe đấy các bác. Đây. Đấy, cái biển như này mà nó còn hút lên được các bác này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, cả một cái biển như này nó còn hút lên được các bác này. Đấy. Rất là khỏe và thổi rất là ngon. Thổi thì các bác lắp cái đầu thổi này vào đây chứ em. Lắp cái đầu thổi vào đây là mình thổi này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng cũng rất là ok. Đây con này, thổi đây nhá. Thổi thì nó sẽ là đằng đít và hút thì nó sẽ là bằng miệng nhá. Đây con này, đấy các bác thấy không? Đây, thổi này. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, thổi thì các bác lắp mấy cái này vào đằng đít cho em này để nó thổi này. Đấy, còn là hút thì các bác lắp cái đầu đằng miệng này vào này. Đấy, lắp cái này vào và nó sẽ có cả chổi lông như này. Có cả chổi lông như này để các bác dùng để mình vệ sinh bàn phím các thứ rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, một con máy hút thổi bụi như này. Lên cho em là hút thổi bụi bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000 cho con hút thổi bụi bằng pin như này. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi này. Đó, hút thổi bụi. Hút thổi bụi và chạy bằng pin nhá. Bụi pin. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con hút thổi bụi bằng pin như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hút thổi bụi chạy bằng điện. Thì lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi bằng điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho con chạy bằng điện như này nhá. Con này thì chạy bằng điện và siêu khỏe luôn. Công suất của nó đây. Đấy, em sẽ xem cho các bác xem cái công suất này. Đấy. Công suất của nó sẽ là đây, nó có công suất ở đây các bạn này. Đấy. Công suất của nó là 500W nhá, 500W. Rất là khỏe luôn các bạn này. Đây nhá. Đấy các bạn này. Khi nó thổi đây các bạn này, nó thổi này. Các bác xem nó thổi này. Đấy. Thổi tung dài luôn các bạn này. Đấy. Tung dài luôn. Thổi rất là mạnh các bạn nhá. Đây, cứ bóng nó thổi các bạn này. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Đây, các bạn này. Con này thổi thì siêu mạnh luôn các bạn này. Đây. Thổi mạnh lắm và hút cũng rất là ngon. Hút thì các bác lại đảo cái ống này sang bên này cho em. Đảo ống này cho em để mình hút này. Đấy, đảo ống này sang đây. Và lắp cái đầu này vào đây. Lắp cái đầu hút này vào đây để mình hút bụi này. Đấy. Hút bụi nó cũng rất là ngon luôn. Đấy, lắp vào đây là mình hút này. Đấy. Hút thì bên này có nhá. Đó. Và con này thì giá sẽ là 260.000. Đấy, công suất là 500W, sử dụng điện 220V nhá. Điện 220V. Hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn và ngon lành. Thân máy khỏe chạy cực kỳ là tốc độ cho các bác luôn. Đó, chạy cực kỳ là mạnh. Giá thì chỉ có 260.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. 260k cho con hút thổi bụi chạy bằng điện thế này. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện. Đấy, có con làm bằng pin nhá. Hút thổi bụi này, đấy hút thổi bụi chạy bằng điện, giá sẽ là 260k nhá, 260k. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã hàng mới, thì em lại lên video để tranh thủ gửi tới quý bạn và các vị. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số online của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đó. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô máy xay các bác nhá. Máy xay hàng của thương hiệu Osaka các bác này. Đây. Osaka Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Osaka. Bên shop bán thì con này thì giá về cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Một con máy xay như này nhá. Đây, một con máy xay như này. Hàng của thương hiệu Osaka nhá, Osaka Japan. Con này thì hàng Nhật xuất, nó sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá. Đây. Điện 220V, công suất 1800W đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một đầu máy và một cái phần xay như này các bác này. Đấy, đây. Hàng của nó là hàng loại 1 cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng loại 1, hàng to dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đây. Ở đây thì em nó có mấy viên đá khô này. Đấy, có mấy viên đá khô đây. Đây để em sẽ xay thử cho các bác xem luôn. Đá này là đá để tủ lạnh trong vắt các bác nhá. Đá để tủ lạnh trong vắt cho các bác luôn. Đấy. Đồ này vào đây. Dạ. Để tủ lạnh trong vắt luôn các bác nhá. Đó đây. Thì các bác chỉ cần là đây em cho đấy, chỉ cần là xay là xong thôi. Đây. Đấy, em sẽ cắm điện và xay trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây.
đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Con này nó sẽ sử dụng điện 220 các bác nhá, điện 220. Đây em xay trực tiếp cho bác xem luôn này. Đây các bác xay nhá. Đó, đây con này. Đó. Cái này thì các bác cứ nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Nhấp nhả cho em các bác. Đó. Rồi cái này em xay xong rồi tí nữa em sẽ làm hộp sữa chua đánh đá luôn các bác nhá. Đó. Làm hộp sữa chua đánh đá luôn. Ok các bác đã xay xong, rất ngon lành luôn. Đây. Đấy, giòn giếc của nó rất khít nhá, nước là không thể ra vào được các bác nhá. Đây. Giòn của nó rất khít luôn này. Đấy. Đá xay ra mịn như tuyết luôn các bác nhá. Đây, mịn như tuyết luôn các bác này. Đó. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Cối xay không hề hấn gì các bác nhá. Cối xay thì không hề hấn gì luôn. Đá xay ra rất là mịn luôn này các bác này. Đó. Rất ngon luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Cái này thì các bác xay ra các bác làm sinh tố này, rồi làm xay thịt, xay gà, xay cá này, làm kem này, rồi nói chung là muốn làm cái gì làm. Nói chung nó rất là ok luôn các bác nhá. Đấy. Máy của nó thì rất đẹp, rất nhỏ gọn nhá. Đây. Lưỡi không hề hấn gì các bác nhá. Lưỡi không hề hấn gì này. Đó, lưỡi xay đá nhưng mà không có hề hấn gì luôn. Các bác thấy không? Đấy. Đá là một loại kinh khủng rồi. Đấy, rắn như đá mà. Đấy, thế mà xay rất là nhuyễn luôn các bác nhá. Đây. Máy của nó đây các bác này. Dùng rất là ngon luôn. Công suất của nó là 1800W, sử dụng điện 220V. Đó, ok chưa? Các bác lên mã giúp cho em là máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay Osaka như này. Giá của nó sẽ là, lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Máy xay Osaka nhá. Đây, máy xay Osaka này. Giá của nó sẽ là 160k thôi nhá, 160k cho con máy xay Osaka này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka, giá của nó sẽ là 160k thôi nhá, 160.000 cho con máy xay Osaka này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đá cắt các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đá cắt này. Đấy. Đá cắt thì dòng này bên shop đang về đó là cái dòng đá của Nhật các bác nhá, đá của Nhật. Đấy. Nó thuộc là dòng đá đỏ cao cấp của Nhật. Con này các bác cắt thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Lion các bác này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đây. Hàng của Lion này, đá của Nhật siêu chất lượng cho bác luôn. Đây. Các bác nhá. Đó. Đá đỏ của Nhật các bác nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy. Thì dòng này thì nói chung là các bác biết rồi. Đấy. Đá thì nó sẽ có là đầu tiên là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ, sau đó thì là đến đá xanh và đá vàng là kém nhất nhá, cho nên các bác mua thì phải mua loại đá đỏ này nhá. Đấy. Cái đá đỏ này thì bên shop đang gửi tới. Các bác lên mã giúp cho em là đá lưỡi cắt đỏ nhá, lưỡi cắt đỏ. Lên cho em là lưỡi cắt đỏ nhá. Lưỡi cắt đỏ này. Đấy, lưỡi cắt đỏ. Còn lưỡi cắt đỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá của nó sẽ là 7k trên một viên. 7k trên một viên nhá. Đó. Còn các bác mua một cái hộp mà hộp 50 viên thì giá của nó sẽ là 220k và bao ship nhá. Đấy, 50 viên đây, hộp này của nó là 50 viên này. Còn em bán lẻ thì 7k một viên và bán từ 5 viên trở lên, 7k đấy, trên một viên và bán là 5 viên nhá, 5 viên. Đấy, còn các bác mua cả hộp này nhá, mua cả hộp thì giá của nó sẽ là 220k và bao ship. Hộp này của nó sẽ là 50 viên nhá. Đấy, một hộp này của nó là 50 viên này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đấy, 50 viên. Còn các bác mua một nửa hộp như này là 25 viên. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000. Đấy. 130.000 cho 25 viên như này. Đấy. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130k nhá. Đấy, còn các bác lấy cả hộp thì chỉ có 220.000 thôi. Đấy, lấy cả hộp là 50 viên, giá là 220.000 và bao ship nhá. Nói chung là lấy cả hộp cho nó rẻ các bác. Đằng nào các bác cũng dùng những cái đá này cắt cực kỳ là ngon luôn nhá. Đây, cái mên lưới của nó rất là dày các bác này, mên lưới của nó rất là dày như này. Khi các bác cắt thì không sợ bị vỡ, bị đứt mà nó rất là bền. Các bác cắt nó rất là bền lưỡi nhá, rất bền lưỡi luôn. Dùng cực kỳ ok luôn, rất bền lưỡi các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, 7k trên viên này, bán từ 5 viên trở lên. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt nhá. Lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox hoặc lưỡi cắt đỏ nhá. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái hút bụi ống thôi nhá. Các bác lên trên là hút bụi ống đây. Đấy. Con này thì một con hút bụi ống như này. Bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này, giá của nó sẽ là 226 à.
206 Phương. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Đó, hút bụi ống này. Đấy, hút bụi ống. Con này đang bán là 270k. Về cho bác giá còn 260k cho con hút bụi ống này nhá. Lên cho em là hút bụi ống này, 260k thôi nhá. Đó. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm một đầu một máy hút như này nhá. Đấy, con này chạy bằng pin. Chạy bằng pin, rất là khỏe luôn con này. Đấy, chạy bằng pin rất khỏe luôn. Đó, ok chưa? Đây. Thì đây, em sẽ hút thử cho bác xem. Đây có lắp cái đầu này vào này. Đấy, sau đó lắp cái ống này vào. Đấy. Lắp cái ống này vào. Đây. Đây nha, đây là cái bát gạo này nha, đây là cái bát gạo này. Em sẽ hút cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Đấy. Cái bát gạo này mà cái đít này nó còn có cả nước này. Đấy. Nó hút rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Đó, rất là ngon luôn. Khi bác ấn ra chỉ cần nhả ra như này, sau đó thì mình lại đổ ra thôi. Đấy, tháo cái lẫy này mình đổ ra. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Hút cực kỳ khỏe luôn các nhá. Hút rất khỏe luôn. Sau đó là các bác lại lắp cái tấm hút này lại này. Đấy. Hút cực kỳ là ngon luôn các nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn này. Các bác hút bụi rồi côn trùng rồi nói chung là đấy, bụi rồi côn trùng rồi nói chung là vi khuẩn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Các cái ngóc ngách nhá, rất là ngon luôn. Đó, ok chưa? Đấy, hút cực khỏe luôn. Đây. Lên mã giúp cho là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260k. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng, hút cực kỳ ngon luôn. Cái này nó bằng vải các bác có thể giặt được nhá. Bằng vải các bác có thể giặt được rất ngon lành luôn. Giặt rũ ngon lành cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống, giá của nó chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho con hút bụi ống này coi nhá. Rất tiện dụng luôn. Đó. Đây các bác chỉ cần lắp vào này xong này. Sập cái này vào này. Đấy. Đấy, ok chưa, đây nó có cả đèn báo luôn này. Có cả đèn báo luôn, hút rất khỏe nhá. Ngoài ra các bác có thể thay đầu nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào mà cần phải dùng chổi lông. Dùng chổi lông thì các bác lắp cái chổi lông này vào cho em này. Đấy, lắp cái đầu chổi lông này vào để mình hút này. Đấy, đây. Đây các nhá. Đó. Các bác có thể là lắp cái đầu chổi này vào. Đây. Đấy, lắp cái đầu này vào này. Mình hút trực tiếp này. Đấy, hút theo cái đầu này cũng được này. Hoặc là các bác lắp cái đầu chổi lông này vào này. Đấy. Lắp cái đầu chổi lông này vào. Đây. Đấy. Đấy, lắp cái đầu chổi này vào, hút trực tiếp này. Đấy, các bác hút thảm một chiếc, vừa hút các bác vừa kỳ cọ này vừa hút đi theo này. Đấy nhá. Đấy, nói chung là con này nó chạy rất là khỏe luôn. Giá cực tốt các bác nhá. 260.000 cho một con hút bụi nha. Đó. Con này thì nó chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin mà các bác cắm sạc đây. Đấy, có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này nhá. Ok chưa? Đó, giá cực tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác nhá. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho con hút bụi ống này. Bao ship cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cái thanh cài dao các bác này. Đây, một con thanh cài dao cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhé. Đấy. Con này thì nó rất là tiện rồi. Để cho các bác dùng trong cái gian bếp nhà mình thôi. Đấy. Phòng bếp, phòng bếp đây là các bác dùng con này cho em là rất là ok luôn. Đó. Đây, con này nó rất tiện luôn các bác nhé. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao các nhé. Đó. Chiều dài của nó sẽ là đi... Đây. Con này nó dài là đi khoảng 40cm các nhé. Đấy, dài khoảng 45cm. Đấy. Hàng bằng inox 304 nhá, inox 304. Sáng bóng đẹp và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, lên cho em là thanh cài dao nhá. Đấy, thanh cài dao. Đó. Thanh cài dao này. Dài là 45 cm nhá, 45 cm. Đó, con này dài là 45 cm như này. Các bác về các bác chỉ cần dắt dao vào đây thôi. Đây ví dụ đây là con dao này, đây là con dao nhỏ nhất này, em dắt vào này. Đó, nó sẽ như này nhá. Đấy, dắt vào nó sẽ như này. Nó sẽ có tới 1 2 3 4 ngăn, 4 ngăn và chiều dài của nó sẽ là 45 cm. Các bác tha hồ dắt dao rất là thoải mái luôn. Còn đồ đạc các thứ, cái gì xoong nồi hoặc là cái gì treo được thì các bác treo lên đây cho em. Nói chung nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhá, thanh cài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con thanh cài dao như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con thanh cài dao như này nhá. Các bác lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 100.000 các nhá. 100.000 cho con thanh cài dao này. Ok chưa các bác ơi, giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác, đó là cái con máy xay này các bác nhá. Máy xay Osaka, là con máy xay cối xay inox 2 lít này các bác này. Đấy, lên cho em là cối xay inox nhá.
cối xay inox, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Rồi em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Ok. Thân mái cực sảng khoái. Năm ơi, vì anh lối hiền cho em hơn xưa ấy, đôi hoa mơ tiêu điều. Vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40cm. Đó, chiều dài của nó 40cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhé. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhé. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm khoảng giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên cho em là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài, con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này, nó sẽ vào cái phần quay này. Cái lẫy đen này nhá. Cái lẫy đen này vào cái phần quay này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quay này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy, các theo. Đấy. Kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bác nhá. Đây, có này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay
xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy, có theo đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là máy máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy, máy xay khô nhá. Đó, máy xay khô này, máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật đây con này. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy, bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mặt hàng của bên shop. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Shop về rất nhiều mã hàng mới luôn thì em lại tiếp tục lên để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ối xay 2 lít hàng của thương hiệu Food các bác nhá. Hàng thương hiệu Food. Hàng này thì khá là nổi tiếng rồi, bên shop bán khá là nhiều rồi các nhá. Đấy, con cối xay 2 lít như này các bác này. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh, chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đây, đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn các bác nhá. Đó, các phụ kiện đi kèm đầy đủ ra luôn. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường nhá, điện 220 bình thường. Đây. Đấy, đầy đủ cho bác luôn nhá. Về nhà thì các bác kết nối cho em cái phần cái ốc này, cái ốc này vào cái phần cái đít này nhá. Đấy, để mình sử dụng này. Đây, ở đây nó sẽ có một cái đầu núm như này, thì các bác quặn vào cái đít này thôi. Đấy, kết nối vào cái đít này cho em này. Đó, kết nối vào cái đít này nhá. Đó, nó sẽ có một cái ốc kết nối vào đây, nó là cái trục để cho các bác giữ khi mà mình sử dụng cái nồi này. Đây, để nó giữ cái cánh quạt này các bác nhá, giữ cái cánh chén này các bác này. Đấy, cho vào đây nha. Đó, về nhà các bác lấy tô vít các bác quặn chặt vào. Đấy, như này. Đấy, như này, sau đó thì mình bắt đầu mình sử dụng thôi. Đấy, thì cắm điện là xong nhau nhé. Đó, nó sẽ có số 1 và số 2. Thì đây em sẽ test thử cho bác xem luôn. Thì em sẽ xay cho bác xem đá nhé. Đó, đây. Đấy, đó. Đấy, quay nhé. Đấy, số 1, số 2. Đây, đây là cái đá viên của bác này. Đá viên này thuộc cái loại là khá là rắn rồi các bác nhé. Khá là rắn rồi. Đấy, đổ cho bác xem nhé. Đấy, đá viên. Đá là kêu con đó nhá. Đó. Nói chung là đá viên là loại là rất là rắn rồi. Test máy là cứ test đá viên này là ok nhá. Đấy, đây. Cắm điện vào này các bạn. Đó. Thì các bác xay thì giữ chặt nút cho em và mình nhấn nhá nhá. Đây. Có hai số 1, số 2 nhá. Đấy. Thì mình xay thì mình nhấn. Chưa đến 30 giây là em đã xay cái đá nó đã tát nát tan rồi các bạn này. Đấy, đá tan ra luôn các bạn theo đây. Đấy, các bác có thể dùng để xay đá này, xay thịt, xay các loại ngũ cốc này. Đây các bạn này. Đấy, chưa tới 30 giây là em đã xay nó đã nát tan ra như này rồi các bạn này. Đấy, các bạn theo đây, đã nát hết rồi các bạn này. Đó, các bạn theo, rất là ngon luôn nhá. Đó, thì con này các bác dùng rất là tiện để xay thịt, xay cá, xay cua, xay tôm, rồi xay các loại nguyên liệu đều ok hết nhá. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là nó sẽ có số 1 và số 2 các nhá. Nó sẽ có số 1 và số 2. Đây, khi các bác nhấp số 1 và số 2 này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W này, 200W, dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V, 220V đến 240V nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đấy, cối xay inox. Giá sẽ là 150.000 cho con cối xay inox như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là cối xay inox, giá sẽ là 150k các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đó, cối xay inox này. Cối xay inox giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con cối xay inox như này. Đấy, cối xay inox 2 lít nhá, 2 lít. Con này dung tích của nó là 2 lít mà, giá sẽ là 150k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái siêu tốc của Đức nhá, ấm siêu tốc của Đức. Hàng này thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, đấy, New Zealand này, Hàn Quốc này, nói chung là hàng này của nó thì hàng xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó. Rất là chất lượng nhá.
Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con ấm siêu tốc như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một ấm, một cái lõi lọc và một cái đế ấm như này để các bác đun nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này. Đây, có cho các bác một cái lõi lọc như này các bác nhá. Đấy, một cái lõi lọc như này. Để về các bác có thể là cho các cái loại nguyên liệu như là trà, cà phê rồi là ngũ cốc cũng biết các bác cho vào đây chưa? Đấy, hoặc các cái loại lá này mình uống cho vào đây. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây là cắm phát là nó sôi luôn không nhá. Đấy, cắm phát là sôi luôn. Và cái này thì nó sẽ có đèn báo nhá. Đây, đấy. Bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đây, bật cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này nhá. Đấy, khi mình bật đun thì nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này các bạn. Đó. Rất là tiện luôn và có công tắc đóng ngắt nhá. Đó, nó rất là tiện. Các bác cứ cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây, mình đun sau đó thì mình bỏ ra là xong đây. Đấy, cái ấm này của nó thì khi các bác bóp vào thì cái lẫy nó tụt vào như này. Đó, rất là ngon nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, có công tắc ở đây này. Bật lên là nó sẽ có đèn báo màu xanh đây này. Đấy, có đèn báo màu xanh luôn nhá. Đây, có đèn báo màu xanh luôn. Nó sẽ rất là tiện các bạn. Đó. Và nó sẽ có rơ le tự ngắt nhá. Giá thì sẽ là 290k. Con này dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Mắc của nó sẽ là 1,8 lít. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm này. Ấm Đức cũng được. Ấm Đức giá của nó sẽ là ấm Đức siêu tốc này. Đó. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290k bao ship tận nhà, nhận hàng test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là đây, có thông số đầy đủ cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 1,8 lít này. Đấy, 1,8 lít là mắc là 1,8 lít này. Đây, hàng xuất đi rất nhiều nước này, Hàn Quốc, Nhật Bản các kiểu con là điểu luôn này. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220 đến 240 V này. Đấy. 220 đến 240 V nhá. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Giá sẽ là 290k nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá sẽ là 290.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình giữ nhiệt các bác này. Đấy, bình giữ nhiệt đây. Thì các bác lên mã giúp cho em là bình du lịch nhá. Đấy, bình du lịch. Cái này thì nó khá là nhiều các cái màu khác nhau. Nó khá là nhiều màu nhá. Cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy. Bình du lịch nhá. Các bác lên xem là bình du lịch. Con này thì bên em đang bán là 100k. Đấy. À bình thể thao. Các bác lên mã cho em là bình thể thao nhá. Con này thì nó rất là nhiều màu. Đấy, con này thì khá là nhiều màu luôn thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây, con này thì nó sẽ là giữ nóng giữ lạnh luôn. Hot cold này. Đấy. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Đấy. Sẽ có một cái nắp như này này. Tiếp theo là một cái lưới lọc này các bác nhá. Đó. Su 304. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác lên xem là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, nó sẽ có mấy màu cơ. Nó sẽ có mấy màu thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tại vì màu nó cũng linh tinh lộn xộn đây các bác này. Đấy, màu này này. Đấy, rồi nó sẽ có thêm cả cái màu màu ghi, màu ghiếc này, lung tung màu tất cả. Nó về theo lô cho nên các bác cũng thông cảm đây. Màu đỏ ghi nói chung là nó chủ yếu là hai cái màu này. Chủ yếu hai là cái màu này, nó có thêm một cái màu dạng như cái màu đỏ ghi gì nữa các bác nhá. Đó, đây. À, chủ yếu là hai màu này thôi. Chủ yếu hai màu này các bác nhá. Thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Đợt này thì về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bình như này các bạn. Đó, một con bình 1 lít như này. Đấy. Chủ yếu thì nó sẽ có hai màu này thôi. Màu đỏ đen và màu tím này. Đấy, màu tím hồng này các bác này. Đó. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Hàng inox 304. Lên mã cho em là bình thể thao nhá. Đấy. Su 304 các bác này. Hàng rất đẹp luôn. Inox 2 lớp nhé, inox 2 lớp bên ngoài thì sơn tĩnh điện rất là đẹp, nắp niếc dày dẫn chắc chắn. Các bác có thể dùng để cho trẻ em đi học này, đấy, đi học hoặc là mình đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhé. Đấy, lên trên là bình thể thao nhé, bình thể thao, giá sẽ là 90k. Đấy, bình thể thao này, bình thể thao nhé, bình thể thao, giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhé. 90k trong chiếc bình thể thao như này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé, 1 lít các bạn, đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Đó, rất là ok luôn. Đây. Dung tích của nó 1 lít này. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng khá là ok luôn các nhá. Đó đây. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó. 90k cho một con bình như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên xem là bình thể thao, giá sẽ là 90k. Đó.
Rồi sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng của thương hiệu võng xếp nhá. Đó, tên tiên là võng xếp này. Con này thì các bác có thể dùng mình sử dụng để mình nằm chơi hoặc là nghỉ ngơi xem tivi đều ok hết nhá. Đấy, võng xếp Minh Đức. Con này thì chiều dài của nó khoảng trên 2 mét và chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 70-80 cm gì đấy các bác nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Võng xếp. Các bác lên trên là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên trên là võng xếp này. Đó. Võng xếp giá của nó sẽ là 160.000. Con này nếu các bác mua mà họ bán dọc đường cho các bác là toàn 200-300.000 hết đấy nhá, chứ không có trên 100 như này đâu. Tăng ra cho anh tí. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2 mét các bác, chiều dài khoảng hơn 2 mét và chiều rộng thì khoảng là 80 cm. Đây các bác này, đấy. Ưu điểm của con này khi mà các bác nằm ấy là nó không bị co cái võng nó thắt nhỏ lại, mà cái này nó có cái thanh này nó đan đều ra rồi, cho nên lúc nào cái võng nó cũng ở cái chế độ mở như này. Đấy, cho nên mình nằm nó cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Và võng này là thuộc dạng là võng to, nếu mà tính tất cả chiều dài của nó thì phải khoảng hơn 2 mét. Đấy, đo xem đo đầu bên gạch, đấy, cho vào đầu bên gạch cái đi, đầu bên gạch ấy, cổ đầu bên kia, cho vào chỗ mép này rồi đấy, ba khoảng 2 mét các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó khoảng 2 mét rồi, ok. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, đây thì nó rộng như này, bề rộng của nó thì vào khoảng là 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy, cũng khá là rộng luôn. Đó, thì nói chung là con này mà nếu mà banh như này thì nó phải rộng khoảng cả mét luôn các bác nhá. Đấy, nói chung là rất là dày dẫn. Nó là thuộc dòng hai lớp nhá, hai lớp, và thuộc nó thuộc dạng là cước các bạn. Đấy, nó thuộc dạng là vải dù như này. Thì thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là độ co giãn đàn hồi rất là tốt, dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đó, con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi, khách hàng cũng đánh giá rất là tốt, có người mua 2-3 chiếc luôn. Đó, thì nó rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ này hoặc là ông bà già hoặc là những người ta thích nằm võng, hoặc nhà các bác có vườn cây ao cá. Đấy, bác ra nằm, đặc biệt là miền Bắc đang mất điện như này thì các bác mang võng ra ngoài nằm rất là mát. Nên cho em là võng xếp nhé, giá của nó sẽ là 150.000 thôi, cái võng xếp như này 150k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ắp quy nhá. Sạc ắp quy thì cái mẫu mới này về thì nó chỉ sạc được cái bình 12V thôi các bác nhá. Đấy, mẫu mới này là mẫu này chỉ sạc được bình 12V thôi. Đó, mẫu này chỉ sạc được bình 12V và dung lượng của nó 6A nhá, 6A sạc bình 12V. Đó, sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V này. Đó, sạc bình 12V thôi các bác nhá. Đó, con này thì chuyên để sạc bình 12V thôi. Đó, thì hôm trước em có cái loại mà sạc bình cả 12 cả 24, nhưng cái mẫu đấy thì em hết rồi. Đấy, thì ở đây của nó sẽ là sạc được bình 12V thôi nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 190k. 190k cho con sạc bình ắp quy 12V như này. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Nó sẽ là một cái dạng, con này thì nó cũng là hàng của thương hiệu Foxer. Foxer này thì nó sẽ là hàng rất là nổi tiếng luôn, và nó xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, ở đây thì nó cũng đầy đủ cho các bác luôn, tính năng là chống sun phát này, khử sun phát, rồi chống đảo chiều các kiểu con này điều luôn. Nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, những cái đầu kẹp đầu kiếc của nó rất là chất lượng luôn con này. Đó, bây giờ thì nói chung là mùa hè mất điện cũng nhiều, nhà dùng áp quy để chúng ta sử dụng cái quạt điện thì các bác dùng con này để sạc vào cũng rất là ok thôi. Đó, hàng cũng cực kỳ chất lượng, dày rất dày dẫn chắc chắn nhá, có quạt tỏa nhiệt các thứ đâu ở đấy này. Đó, lên mã giúp cho em là sạc áp quy nhá. Đó, lên mã cho em là sạc 12V. Đấy, bên em có cả loại sạc 24, nên là các bác lên đúng tên cho em nhá. Con này là sạc 12V. Sạc 12V này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho con sạc 12V. Đó, còn con sạc cả 12 cả 24 thì giá của nó sẽ là 290 các bác nhá. Đấy, còn con này thì sẽ là 190.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng các bác nhá. Đuôi đèn cảm ứng đây. Thì nó sẽ là một cái dạng đuôi như này, và về nhà các bác chỉ cần việc là đấu điện 220 vào bình thường, sau đó thì các bác xoáy cho em bóng đèn vào đây, xoáy bóng đèn vào đây. Có, nó sẽ có cái mắt cảm biến này. Có người đi qua thì nó sẽ tự sáng và hết người đi qua thì nó sẽ tắt. Rất là tiện dụng. Đây em sẽ test thử cho bác xem, về nhà các bác chỉ đấu đèn mà là xong thôi. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
bao nhiêu nhỉ? Đuôi đèn cảm ứng. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, em sẽ có thực tế cho bác xem luôn. Để em đi đến chỗ cái đèn cho em nhá. Đấy. Đây, hàng của bên shop thì khá nhiều luôn các nhá. Đa dạng mặt hàng và mẫu mã chủng loại để gửi tới các bác. Đó, đây. Thì đây là chỗ cái hành lang này là em có lắp một cái đuôi đèn này. Đó. Thì cứ đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Và con này thì nó sẽ để cho các bác là ví dụ như chế độ là đấy, nó sáng đây các bác nhá. Đó, đây cái đuôi đèn kia các bác này. Đó. Nó sẽ để cho các bác chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây thì tùy theo các bác muốn để bao nhiêu thì để các bác nhá. Đó. Muốn để bao nhiêu thì để thì 5 giây, 15 giây, 45 giây cứ đi qua là nó sẽ sáng hoặc tắt thôi. Nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Một lúc nữa là nó sẽ tự tắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. 90k một con các bác nhá, 90k một con. Đấy, một lúc nữa thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Nó sẽ có chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Và mình có thể để chế độ là ban ngày, ban đêm hoặc là mình sẽ để 24 giờ. Nó có 3 chế độ như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, nó tắt rồi các bác nhá. Ok chưa? Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhá. Các bác lên xem là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp này sẽ bao gồm là 12 miếng trong một cái bịch như này. Đấy, 12 miếng đây. Và cái này của nó thì nó sẽ là độ nóng rất là cao luôn và các bác bóc ra. Đấy. Các bác nóng rất là cao luôn, các bác bóc ra sau đó thì các bác dán lên các cái khu vực ví dụ như là cổ vai gáy các bác nhá. Đây. Cái này thì nó chuyên trị đau mỏi cổ vai gáy, đau dây thắt lưng. Đấy các bác nhá. Đấy. Nó là được chiết xuất từ ngải cứu và một số các loại thảo dược khác. Hàng thì sẽ là hàng cực kỳ chất lượng, bảo hành cho bác luôn, độ nóng cực kỳ cao luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó. Miếng dán ngải cứu em bán có khách lấy cả 20 hộp luôn. Đó. Miếng dán ngải cứu này. Chuyên trị cho các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau dây thần kinh. Đấy. Giá sẽ là 30k trên một hộp 12 miếng nhá. Đấy. 30k trên một hộp 12 miếng. 30k các bác nhá. 30k một hộp như này. Đấy. Về nhà các bác đau đâu thì các bác bóc ra dán vào đấy cho em. Đó, độ nóng của nó rất là cao. Các bác có thể chuyển khi mà cảm thấy nó nóng quá nhá. Đấy, nóng quá các bác có thể chuyển chỗ khác được. Độ dính của nó rất là tốt luôn. Đó. Đau dây thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đặc biệt cái này nó trị đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đau mỏi vai gáy các bác về các bác bóc ra dán vào cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con massage 16 bi nhá. Massage 16 bi mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi. Tổng của nó sẽ là 16 viên bi như này. Đó. 16 viên bi và đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ dùng đa di năng. Các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, lưng. Lưng thì các bác có thể ngồi mình để thẳng cái này mình dựa lưng vào được. Chứ còn nằm lên thì em sợ nó sẽ bị yếu. Đấy, nằm lên thì cái sức nặng của người thì nó sẽ không chạy nổi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chế độ nhá. Đấy. Mỗi chế độ thì nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác. Đó. Đây. Mỗi chế độ nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác nhá. Đó. Đấy, thì tùy theo cái chế độ để nó sẽ chạy, nó sẽ đảo bi để nó massage cho cơ thể các bác nhá. Đó. Và khá là tiện dụng luôn. Công tắc công tiếc thì rất là ngon. Đấy các bác nhá. Đó. Của nó thì nó sẽ là bằng một cái lớp vải bóng như này khi mình dùng. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái dạng là gel, dạng là vải cước mềm nhá. Đấy, khi các bác dùng massage nó khá là tốt luôn. Mỗi bên của nó sẽ có tới cho các bác là 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Đấy, lên cho em là massage 16 bi nhá. Đó. Massage 16 bi. Giá thì sẽ là 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này nhá. 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này. Các bác lên cho em là massage 16 bi. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh các bác nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Con này thì hàng bên shop bán khá là nhiều rồi. Công suất của nó thì nó sẽ là 100W cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, đèn gấp 5 cánh như này. Đấy. Dòng này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh nhá, khá sáng luôn. Đây. Đấy, đèn 5 cánh, khá sáng luôn các bác. Công suất của nó sẽ là 100W các bác nhá. Đấy, 100W đây. Nó sẽ có 5 cánh như này. Đấy, đây. Công suất 100W này. Đấy.
công suất 100W. Con này thì nó sẽ là điện 100 đến 240V. Cho nên các bác sử dụng điện 220 thoải mái, tại vì các cái dòng LED như này thì nó không hạn chế về các cái công suất. Đây các bác nhá. Khá là sáng luôn các bác. Đấy. Rất sáng các bác. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Đó. Giá bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Một con đèn 5 cánh chất lượng như này. Đấy. Đèn 5 cánh chất lượng như này các nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Các bác có thể gấp gọn vào được luôn nhá. Gấp gọn vào được luôn, rất là tiện. Đó. Gấp gọn là mở ra nó rất là tiện. Đuôi của nó thì nó sẽ là đuôi phổ thông. Đuôi xoáy E27 rất là phổ thông luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này, giá của nó sẽ là 120k cho con đèn 5 cánh này. Đấy. Giá khá là tốt để phục vụ các bác nhá. Đó, giá khá là tốt luôn. Đó, lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120k các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng các nhá, cá sấu vàng. Đây. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng như này. Đó, một thắt lưng như này. Đấy. Mặt hình cá sấu rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Cá sấu đựng trong hộp vàng như này cho nên là bên em gọi nó sẽ là cá sấu vàng, rất là đẹp luôn các bác. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Đó. 140k các nhá. Đấy. Lên mã cho em là cá sấu vàng coi đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt dây này, đấy, màu sắc rất đẹp luôn các nhá. Đó. Khóa thì cực kỳ là ngon và dây cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thắt lưng cá sấu vàng, khóa lên cho em là thắt lưng cá sấu vàng nhá. Khóa kiếp của nó khá là ngon luôn các bác này. Đó, khóa rất là ngon luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng các nhá. Đấy. Lên mã cho em là thắt lưng cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng như này, rất đẹp các nhá. Hàng đựng trong hộp rất đẹp luôn, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy. Cá sấu vàng. Đó. Cá sấu vàng này. Giá của nó sẽ là 140k. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái thắt lưng dù Mỹ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Nó sẽ dùng bằng dây dù như này, hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy. Lên cho em là thắt lưng dù Mỹ, hàng của thương hiệu dép đây. Đó. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Đó. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Đây. Dài của nó thì 1m1 nhá. Con này cơ chế của nó hoạt động thì cực kỳ đơn giản. Các bác chỉ cần đẩy vào như này, sập cái lẫy này vào là xong. Đó. Hàng của thương hiệu dép này, đó, hàng thương hiệu dép rất chất lượng cho bác luôn. Chữ nổi luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của một cái công ty chuyên sản xuất đồ cho quân đội Mỹ nhá. Đây. Đấy, quân đội Mỹ này, từ năm 1961 rồi các bạn. Công ty này của nó thì khá là lâu đời rồi nhá. Đấy, dép 1961 này. Đấy, AFS các bạn này. Đó. Khá là lâu đời nhá. Đấy. Và dòng này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng như này. Giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy. Thắt lưng dù. Đấy, nó làm bằng dây dù như này mà, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng chán thì các bác vứt đi thôi, chứ chả bao giờ hỏng được cả. Kể cả những cái chốt trước của nó cũng đều là dạng chốt khá là cơ động, dùng cho quân đội cho nên là nó khá là cơ động luôn. Dây của nó thì dai. Đấy, nói chung là dùng chả bao giờ hỏng cả. Chán thì vứt đi, cũ quá thì vứt đi mua khác thôi. Mà giá thì nó gọi là quá bèo bọt rồi các bạn. Đó, 80k. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đó, thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc như này. 80k trên một chiếc như này các bạn nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bạn nhá. Súng thư giãn. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 200. Đấy, đợt này về cho bác giá là 180.000. Đấy, nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay thì về cho các bác cái giá còn tốt hơn nữa. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k thôi. 170k cho con súng thư giãn như này. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Giá này là giá tri ân các bác nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu súng như này. Một cái đầu súng như này kèm thêm cho các bác là bốn đầu massage khác nhau. Bốn đầu massage khác nhau. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây. Các bác khi các bác bật thì giữ lì cho em. Tắt bật là giữ lì các nhá, và tăng giảm số thì mình cứ nhấn đều này sẽ tăng giảm số này, nó sẽ có 6 cấp độ này. Đấy, thank you.
nó chạy khá là khỏe luôn mấy nhá. Đó. Chạy khá là khỏe luôn. Đấy, đây. Đấm vào các cái bắp cơ các bạn này, rung cơ lên luôn các bác nhá. Đó, rung các bắp thịt lên luôn. Đó các bác thấy không? Đó. Nói chung là con này giá 170.000 mua quá được các bạn. Các bác mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trong gia đình nhà mình. À, bà đấm cho ông đấm cho bà, ông bà đấm nhau các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, con này trước em còn đang bán là 250.000 cơ. Nhưng mà đợt này hàng nó về giá số lượng và về rất giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ mũi khoan tháp các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ mũi khoan tháp này. Bộ này của nó thì sẽ là 180.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là tới 5 mũi tất cả các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica của Nhật nhá. Đấy. 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau. Đầy đủ các kích thước các bác để các bác lựa chọn nhá. Đây. Hàng thương hiệu Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Đấy. Khoan sắt, khoan gỗ, khoan thép, khoan inox, khoan nhôm kính đều được hết nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho bộ 2 4 5 mũi như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp nhá, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Giá thì sẽ là 180k. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp, bộ 5 mũi khoan tháp các nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng thì bác nào làm thợ làm nghề biết rồi. Bắt buộc phải có cái này dùng nó mới tiện dụng và đa di năng được nhá. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp các bạn. Đó. Giá sẽ là 180k theo bộ 5 mũi khoan tháp như này. 180.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox các nhá. Đấy. Lên cho em là đũa inox này. Đấy, đũa inox như này. Bao gồm cho các bác một hộp này sẽ là 5 đôi. 5 đôi nhá. Đấy, một hộp này sẽ là 5 đôi. 2 4 đấy, 10, 2 4 6 8 10. 5 đôi đũa như này. Hàng đũa inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn, không lo bị trơn trượt nhá. Đây, Su 304 các bác này. Đấy, Su 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Hàng Đức xuất Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. 55k cho một hộp đũa 5 đôi như này. 55.000 nhá. Giá quá rẻ luôn các bác. Đó, 55.000. Cho hộp đũa 5 đôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông này. Đấy. Tinh dầu này. Đuổi muỗi. Đấy, cái này thì nó đuổi muỗi đi hết luôn. Đuổi muỗi hoặc là muỗi có con thì nó sẽ bị dị ứng và nó chết các bác nhá, hoặc là đuổi nó đi. Đấy, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Nó sẽ có cho các bác là hai lọ tinh dầu như này. Kèm theo các bác là hai lọ tinh dầu. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn. Đó, hàng này của nó xuất đi cả Ả Rập các kiểu đấy các bác này. Đấy, chữ Ả Rập đây. Đó, an toàn cho bà mẹ và trẻ em nhá, chuyên để đuổi muỗi nhá. Đấy. Thì về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào đây cho em. Xoáy cái nắp của lọ tinh dầu ra. Đó, sau đó thì mình xoáy vào đây. Các bác xoáy cho em cái nắp trắng này ra, bỏ cái nắp trắng này đi. Đó, các bác bỏ cái nắp trắng này đi, xoáy trực tiếp vào cái đèn sông tinh dầu này. Sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó. Các bác cứ bật lên cho em. Đó, bật công tắc lên là nó sẽ tự hút tinh dầu nó đẩy ra nhá. Và con muỗi nó sẽ dị ứng, nó sẽ bay đi thôi. Đấy, hoặc là nó sẽ có con thì nó sẽ bị chết cơ nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là muỗi nó sẽ dị ứng với cái mùi tinh dầu này mà nó sẽ bay đi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 các bác nhá. Không thể tin nổi luôn. Một đèn và hai tinh dầu như này mà giá chỉ có 80k thôi. Đó. Bên shop thanh lý được cái giá nó khá là tốt cho bác luôn. Đèn sông tinh dầu đổi muỗi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một cái bộ đèn sông tinh dầu đổi muỗi như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là V46. Đấy, một cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đâu đó vào khoảng là trên 40 chi tiết coi nhá. Trên 40 chi tiết cho một cái bộ như này. Đó. Trên 40 chi tiết và khá là đẹp luôn các bác nhá. Khá là đẹp luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 đầu vít này, 12 đầu vít khác nhau cộng với lại một tay công, một tay xoáy vít nhá. Tay này gọi là tay xoáy vít các bác này. Đấy, tay xoáy vít đây. Đấy, tay xoáy vít các bác có thể lắp mũi vít vào đây để mình xoáy này. Đấy, để mình xoáy tô vít này các bác này. Đấy. Hoặc là các bác có thể lắp cái đầu lục giác vào đây, lắp cả đầu lục giác vào đây cũng ok để mình xoáy cái đầu lục giác này, rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái tay xoáy nhanh này. Tay xoáy nhanh như này, các bác chỉ cần sập này là xong. Đó. Sập này để mình xoáy này. Khá là ok luôn nhá. Đấy, sập này là xong. Đó, xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Con này cả xoáy nhanh cả đảo chiều được luôn, rất là ngon. Đấy. Nó sẽ có cả cho các bác là tay nối dài như này, kèm thêm cho các bác là cái tay, nó gọi là cái tay này nó sẽ là cái tay ngoằn nghèo này để các bác đưa vào vị trí khó này. Đấy.
một cái bộ vít như này mà giá là bao nhiêu các bác? Đây, chọn bộ sản phẩm như này, 12 đầu vít cho một bên là 24 đầu vít, 2, 4, 6, 8, 10, tức là 20 đầu vít này, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 22 cái đầu vít như này, cộng với lại đầu khẩu từ 4 đến 14 này, đấy, các tay công rồi tay nối dài như này, chọn bộ sản phẩm như này. Các bác lên cho em là V46 nhá, V46, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi, 130.000 cho bộ V46 như này, giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là V46 này, giá sẽ là 130k nhá, không thể tin nổi luôn, 130.000 cho một cái bộ vít 46 chi tiết như này. Lên cho em là V46 giá sẽ là 130k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khay hấp bánh bao nhá, khay hấp bánh bao này, con này thì cũng khá là đa dụng luôn. Các bác có thể dùng để hấp bánh bao này, hấp đồ ăn này, hoặc là các bác dùng để đựng hoa quả cũng được. Đây, đấy, đựng hoa quả rất là ok nhá. Đây nó dùng để đựng hoa quả này, đó. Bên này thì nó dùng để hấp bánh bao này, đó. Lên theo là khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k, đó. Khay hấp bánh bao, khay hấp này, bánh bao nhá. Giá của nó sẽ là 50k, cái khay hấp bánh bao như này, 50.000 thôi các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 50.000 cái khay hấp bánh bao như này, giá rất là tốt cho bác luôn nhá, đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, vâng là em Huấn Phạm này các bác nhá. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần cơ sở bên em, gần nhà bên em thì có thể qua xem và mua hàng các bác nhá. Đó. Thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng mới thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá và một nút đăng ký kênh. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy.
một con quay vuông, một con quay lệch như này các bạn này. Đấy, 2 lít sẽ có 2 con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn, hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn. 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất đẹp cho các bác luôn. Các bác mua hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo và đặt mua cho em. Đấy, ok cho các bác. Đấy. Đấy các bác lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, cọc trước 200k thì bên em mới đi đơn. Giá sẽ là 750.000. Còn lại là các bác là chuyển khoản hết thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá chỉ có 700.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo liên quan đến cái đồ dùng nhà bếp thì đó là cái tẩy xanh các bác nhá. Tẩy xanh. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại chất tẩy nó bằng kem xanh như này, bằng kem như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác đánh trực tiếp lên các cái bề mặt của xoong nồi các thứ. Nó sẽ giúp tẩy rất là tốt cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000. Các bác lên cho em là tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tẩy xanh con này em đang bán là 30.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Lên mã giùm cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mọi người cùng mình thử nhá. Điện cái
chảo của mẹ mình đang bẩn nên là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong rồi đã. Thì lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 25k các nhá, 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là kia kéo vàng các nhá. Có lên cho em là kéo vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một con kéo vàng thép SK5 như này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan các nhá. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, giấy bóng như biết các thứ này, cắt rất là ngon luôn nhá. Giấy bóng này, đấy cắt rất là ngon luôn các bạn. Đó. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ok, nhà nào thì cũng có phải bếp, có bếp phải dùng các nhá. Đó. Cắt giấy bóng miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây các bạn này. Đó. Cắt giấy bóng miếc rất là ngon luôn. Các bạn theo. Đây. Đấy. Giấy bóng siêu mỏng mà nó cũng cắt rất là ngon các nhá. Đó. Đây, các bạn theo. Cắt rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đây, thép SK5 các bạn này. Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, 40 cành cho một con kéo thép SK5 như này. Lên cho em sản phẩm đó là kéo vàng nhá. Lên cho em là kéo vàng này. Đó. Kéo vàng. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc kéo vàng như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Những cái phần cán, phần kiếc này đều của nó đều bằng hợp kim hết. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy thích rồi. Tất cả đều bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nhá. Bằng hợp kim. Cán kiếc là bát ốc vít cái thứ rất là chắc chắn luôn, dùng sạch sẽ ngon lành nhá. Đó. Không gì nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. 40k cho một con kéo vàng như này. Lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 40k nhé, 40k cho một con kéo vàng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây các bác nhé, mic dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đó. Thì nó sẽ là một cái dạng mic bao gồm cả mic cả dây, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k. Đấy, mic và dây đều là hàng của Nhật hết, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan cả mic cả dây luôn. Đó. Thì bên em bán theo combo mic dây như này, giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lắp vào cực kỳ là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan. Chữ khắc chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đấy. Đầu mic cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, các cái đầu kết nối cái đĩa của nó nói chung là hoàn hảo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác này. Đấy, đầu thân mic của nó đây. Con này thì nó quá là đẹp luôn các bạn, chấm hết luôn, khỏi về bàn luôn các bạn này. Đó. Đây, những cái lỗ dập của nó cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là mic dây nhá, công tắc công giếc tanh tách cực kỳ là ngon luôn. Đầu lọc các thứ này. Dây thì của nó sẽ là dây siêu mềm luôn nhá, dây siêu mềm luôn. Mic nhỏ gọn, âm thanh nghe trầm ấm chắc tiếng, em đã bán khá là nhiều rồi. Đấy, dây rất là mềm luôn nhá, đều là hàng nội địa của Nhật hết này. Made in Japan hết các bác nhá. Đó đây. Made in Japan nhá, kể cả từ dây đến mic nhá, đều là made in Japan hết này. Đó. Các bác lên cho em là mic dây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đấy, lên cho em là mic dây này, đó, mic dây nhá. Đó. Lên cho em là mic dây, giá sẽ là 250k. Đó, 250k và bao ship cho con mic dây như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đấy.
máy thì đã tét nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó. Phương, rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa chân này. Rửa chân này cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa chân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa chân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước có khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello các bác nhá. Ngày nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhé. Đó, hàng về số lượng.
Đầu tiên em lên cho bác đó là cái bút thử điện nhé. Bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các bác nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông được không? Bò cho vào nước thoải mái luôn nhá. Cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác này, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua đây. Đấy. Bác thấy không? Nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30.000 cho một chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50.000. Đó. Lên cho là bút thông mạch này. Bút thông mạch nhá. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50.000 nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên tên là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Đấy thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá. Đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Unica Japan các bác nhá. Unica Japan. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác các bác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của thương hiệu Tajima nhá. Tajima made in Japan các bác nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này, đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá. 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 6, 8, 10. Đấy, 6, 8, 10. Bộ lục giác 7 màu đẹp miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan, chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling hay người, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn.
hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn, hàng made in Japan nhá. Made in Japan này, đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá, rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá, chỉ có 90.000 đồng con kéo gà gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2, 3, 4 cân đều cắt ngon hết nhá, cắt rất là ngon luôn các này. Đấy, ngoạn vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, Willing của Đức hay hình người đây. Made in Germany các này. Đó, đây. Made in Germany, đó, chữ khắc chìm luôn nhá, Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá, kéo gà Đức giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Đó, Santalay, made in Japan cho bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá, bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây, em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, các bác thấy không? Đây. Thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác cái giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác cái giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt các nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt ngéo này, ngoắt ngéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Bên mã trên là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó, rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700,
còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100 nghìn một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhé. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là... Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700 nghìn là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân, dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700 nghìn thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700 nghìn. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này.
6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác, 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Một cái sen to này nhá. Sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88, nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy cài như này các nhá, có cái lẫy cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này. 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ. Cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200.000. Đấy, cọc trước 200.000 thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300.000. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu ấy này thôi. Đầu cái vòi sen, cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào cho nên nó mới bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn, không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là, các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào. Và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm ở đây, đắp vòi sen tắm ở đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1,1 cân các bác nhá. 1,1 cân này. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các bác nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450.000. Đấy. 450.000 cho một con củ nóng lạnh như này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu
chậu rửa bát thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000. Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây, một đường nóng. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây hai đường nước này, kết nối đều bằng đồng hết này. Đây, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ au hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá, vòi lavabo. La vòi lavabo. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân mốt, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop và muốn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo, vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này con này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn. Còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả?
không bền được này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt, con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy. Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viếc đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giúp các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350.000 quá nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước. Thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả. Thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy. Thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây. Đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này. Thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55.000. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu giá của nó sẽ là 55.000 các nhé. Đấy, 55.000 cho một con van xả một đầu như này, 55.000 các bác nhé. Hàng inox 304M không bắt 500. Đó, có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu, con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này, tên của nó sẽ là van đỏ, nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó, thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000. Đó thì tùy theo. Các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75.000. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các cái loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả có nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh thôi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá.
giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi, bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi, và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa, có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy, kết nối vào đầu vòi như này chưa, đó, kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy, cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá, khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc nilock luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp, cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đây, nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn, đóng ngắt trên tay như này nhé. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhé, dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này, nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này và có cho các bác là các cái đầu cao su như này để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su, giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi ok.